Thì bình thường thì cái tâm của mình nó khi mà nó không có cái cảnh gì, nó không có chú tâm vào cái cảnh gì thì nó sẽ trở về cái tâm hữu phật. Ví dụ như là cái đêm lúc buổi tối mình ngủ thì tâm nó không vướng vào bất cứ một cảnh gì hết. Thì nó sẽ trở, thì cái tâm của mình nó an trú ở tâm hữu phật. Tâm hữu phật thì nó ở dưới cái vùng trái tim, thì vùng quả tâm ra thì nó sẽ, cái người tâm hữu phật thì nó sẽ lấy cái đối tượng là cận tử, cái nghiệp cận tử ở kiếp quá khứ làm đối tượng. Thì khi mà mình chuyển từ một cái tâm này sang tâm khác thì tâm của mình nó cũng sẽ rơi về hữu phật trước khi mà nó chuyển sang nội tâm. Ví dụ bây giờ mắt mình nhìn một cảnh thì đấy là một cái nội tâm của nhãn thức, tai mình nghe âm thanh thì đấy là nội tâm của nhĩ thức. Thì nó sẽ có một cái giai đoạn chuyển từ ở nhãn thức sang nhĩ thức, tức là mắt mình thấy và tai mình nghe, hai cái tâm đấy nó không hoạt động cùng với nhau. Khi mình thấy thì mình không nghe, và khi nghe thì mình không thấy. Và khi nào nó chuyển từ cái thấy sang cái nghe thì nó sẽ trở về tâm hữu phật, sau đó nó mới chuyển thành cái tâm nghe. Thì bây giờ cái tâm mà nó hướng vào đối tượng thiền thì nó cũng sẽ cắt đứt cái dòng hữu phật. Nhưng mà mình hướng vào đối tượng thiền là tâm của mình nó chú trên đối tượng liên tục. Nếu như mình chú được ở trên đối tượng liên tục không gián đoạn thì tâm nó sẽ không trở về cái dòng hữu phật được, thì mình sẽ đắc được thiền an chỉ, cái tâm nó sẽ hướng lên liên tục. Còn nếu mà cái tâm mà mình chú vào đối tượng mà yếu là nó sẽ hay trở về hữu phật, nó thường xuyên trở về hữu phật. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình chú tâm vào hơi thở thì cái lúc đấy là nó, cái tâm của mình nó sẽ cắt đứt cái dòng hữu phật, nó hướng lên hơi thở. Mà thỉnh thoảng mình lại hướng tâm sang một cái chuyện khác, mình lắng tai mình nghe âm thanh một cái là tâm của mình nó rơi trở về hữu phật, xong là nó bắt đầu nó mới nghe được âm thanh, xong là mình lại chú tâm vào hơi thở thì nó lại rơi về hữu phật. Để bắt đầu nó chú lên hơi thở. Ở trong cái nội trình tâm đắc thiền thì nó sẽ cắt đứt hoàn toàn cái dòng hữu phật này. Tâm nó sẽ phải làm sao nó sẽ không còn trở về cái dòng tâm hữu phật này nữa. Nó chỉ còn hướng lên đối tượng liên tục thì nó mới đạt được cái sự an chỉ định. An chỉ là nó chỉ giữ, nó chỉ chú ở trên một cái đối tượng này là tự tướng liên tục. Còn nếu cái người nào nó còn hay trở về dòng hữu phật thì nó lại rơi xuống cận định. Sau đó mình bắt vào đối tượng thì nó lại vượt lên an chỉ định. Hữu phần vừa qua, hữu phần rung động và hữu phần dứt dòng. Sau đó nó một cái nội tâm chuẩn bị, một nội tâm cận hành, tâm thuận thứ, tâm chuyển tổng, và một nội tâm an chỉ. An chỉ là tâm của cái tầng thiền. Đấy, khi mà nó từ ở một cái nội tâm bình thường gọi là nội tâm dục giới. Ví dụ cái nội tâm mà mình đang thấy nghe này, bình thường này, và mình đang suy nghĩ với cái tâm trạng bình thường này, đấy nó gọi là tâm dục giới. Cái tâm dục giới thì nó lấy cái cảnh dục, nó hay hướng đến cảnh dục. Ví dụ sắc thanh hương vị xúc, đấy là những cái cảnh dục mà tâm nó hay tư duy về những cái cảnh đấy, nó hướng về những cảnh đấy, nó lấy cảnh đấy làm đối tượng. Còn khi mà mình chú tâm ở trong thiền thì nó dần dần nó sẽ cắt đứt cái tâm mà nó hướng đến cảnh dục này, mà nó chỉ hướng đến một cái đối tượng gọi là cảnh sắc. Thì cái hơi thở của mình khi mà nó trở thành tự tướng thì mình sẽ thấy được cái màu sắc của cái tường đấy. Cái hơi thở nó là một cái nhóm sắc, tổng hợp sắc, đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất và âm thanh của hơi thở. Thì cái lúc mà nó chuyển thành cái nimitta, nó sáng rực rỡ, ánh sáng rực rỡ, thì là mình chú vào cái nimitta, cái ánh sáng, tức là mình đang chú vào cái màu sắc của cái nhóm sắc đó. Thì đó được gọi là cái cảnh sắc, cái cảnh sắc của cái tâm của mình. Thì tâm nó chỉ lấy một cái cảnh sắc đấy làm đối tượng thôi, cho nên là nó sẽ xa lìa tất cả những cái cảnh dục và nó đạt đến cái trạng thái gọi là tâm thiền sắc giới. Nó vượt qua cái nội tâm dục giới và nó đạt đến cái tâm thiền sắc giới, và cái lúc đấy cái vị nó sẽ đắc thiền, đắc tầng thiền an chỉ. Thì khi mà vào đến tiệm tâm tầng thiền sắc giới rồi thì nó nhàm chán, nó toàn hoàn toàn những cái cảnh dục ở bên ngoài. Cho nên là với một cái người mà thực hành thiền định thì người ta hay có cái trạng thái đó là nhàm chán, không còn ưa thích những cái cảnh trần nữa. Không còn ưa thích những cái cảnh sắc trần, thanh hương vị xúc, tức là những cái niềm vui ở thế gian nó trở thành vô nghĩa.
và người ta hướng cái tâm mà nó hướng đến cái cảnh sắc thì nó lấy cái cảnh sắc ấy nó an vui hơn, cái cảnh sắc ấy nó cao thượng hơn, nó có một cái hỷ lạc và cái hỷ lạc đó nó rất là cao thượng và nó sẽ làm cho cái tâm thích thú ở trong cái trạng thái đấy hơn là những cái cảnh hấp dẫn ở cái giác quan ở bên ngoài. Thì cái vị đó khi mà đạt đến sơ thiền là có một cái trạng thái ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm quỷ tử. Thì trong cái lúc mà chưa đắc thiền ở tâm nó còn ở cảnh dục, nó ở cảnh dục thì nó hay hướng đến những cái cảnh như là thỉnh thoảng nó nghĩ đến những cái cảnh mà mình mắt mình đã từng thấy. Ví dụ hôm nào mình nhìn thấy một cái cảnh sắc đẹp đó, thì nó hay gợi nhớ lại, khi mình ngồi mình suy tư nó hay gợi nhớ lại cái cảnh sắc đấy, mình đã từng nghe thấy cái âm thanh nào đó nó hay, thì khi mình ngồi thỉnh thoảng tâm mình nó cứ gợi nhớ lại cái cảnh đấy. Đấy, một cái mùi hương, một cái vị ngon, một cái xúc chạm nào đấy mà hấp dẫn thì nó đều gợi nhớ, làm cho tâm mình luôn luôn gợi nhớ đến những cái cảnh đấy. Thì đấy là cái nội tâm ở dục giới, nó hay đi đến những cái cảnh dục và nó trở thành những cái triền cái. Còn khi mà đến khi mà đến vào đến sơ thiền thì cái nội tâm nó cái tâm nó không hướng về cái cảnh dục giới đấy nữa, mà nó chỉ chú vào một cái đối tượng, nó hoàn toàn ni dục, nhàm chán thôi, những cái cảnh đấy, những cái cảnh dục, nên nó gọi là ni dục, ni ác bất thiện pháp, ni bất thiện pháp, tất cả những cái cảnh mà sân, buôn trầm, triền miên, trạo hối, hoài nghi, những cái cảnh đấy nó cũng nhàm chán hết. Nên sơ thiền được gọi là ni dục, ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tư. Thì ở cái trạng thái này nó sẽ có một cái sự hỷ lạc rất là sung mãn. Ni dục tâm không còn hướng đến đối tượng ngũ dục, sắc dục, không ưa thích sắc đẹp, không ưa thích âm thanh, không ưa thích mùi thơm, không ưa thích vị ngon, không ưa thích xúc chạm nữa. Thì hai cái cảnh dục với cái cảnh thiền thì nó không có thể nào mà dung hòa nhau được. Nếu một người mà tâm nó còn hướng đến những cái cảnh dục đấy thì nó không đắc được thiền. Thiền ví dụ như anh như bóng tối với ánh sáng, có ánh sáng thì không có bóng tối, không ngược lại cũng vẫn có thiền thì không thể có dục. Vậy ni dục ni bất thiện pháp là đoạn trừ các triền cái còn lại, sân phân trần thủy biên trở hối hoài nghi. Ni có hai cái này, thân tiện ni và tâm tiện ni. Và có cái sự biến ni bằng cái sự đè nén, có cái sự biến ni các cái cảnh này. Thì đây còn ni dục và ni bất thiện pháp. Thân biến ni thì gọi là từ bỏ dục nạn giác quan, bỏ nhân của tha và thanh tịnh về thân nghiệp. Bởi vì cái lúc mà an trú ở trong thiền thì là các cái giác quan nó không có, nó ngừng nghỉ hết. Ví dụ một người mà đắc đến sơ thiền, lúc mà an trú ở sơ thiền thì là mắt vị đó không có làm ngưng nghỉ, nhãn thức nó không có làm việc, tai ngưng nghỉ, nó không thể nghe được âm thanh, mắt nó không thể thấy được mùi, tai nghe âm thanh, mũi không thấy mùi, và lưỡi không nếm vị, thân không có cái sự xúc chạm gì nữa. Tất cả những cái giác quan đấy nó ngưng nghỉ, đấy thì gọi là thân viễn đi. Chứ còn nếu mà mình ngồi mà mình vẫn còn tư duy, vẫn còn lắng tai nghe âm thanh, thỉnh thoảng vẫn còn mở mắt ra nhìn cái cảnh ngoài, hay là thỉnh thoảng mình còn thấy những cái cảm thọ ở trên thân ấy, thì là cái tâm đấy nó vẫn là tâm dục giới, nó chưa đạt đến cảnh sơ thiền. Sơ thiền thì là cái thân nó không nhận biết, các cái giác quan trên thân nó không nhận biết cảnh trần nữa, thế nên ni dục về thân. Tâm biến đi là từ bỏ các câu uế của tâm, bỏ nhân của si và thanh tịnh ý nghiệp. Thì ở trong tâm ấy, thì các cái triền cái nó không có khởi lên, thế nên nó xa lìa, nên là nó cũng được chế ngự ra, nó được đè nén ra. Thì cái định này nó có cái hỷ lạc của định, hay là những cái thiền chi nó sẽ đè nén các cái cấu uế ở trong tâm,
Thì khi mà mình hành thiền mình hướng đến một cái đối tượng liên tục như vậy, thì nó hướng đến những cái đối tượng, những cái đề mục thiền, thì là mình đang hướng đến những cái pháp, những cái thiện pháp, thì những cái tâm thiện nó đè, nó chế ngự, nó ức chế, nó đè nén những cái tâm bất thiện. Và cái người hành thiền thì cái tâm bất thiện nó không khởi lên được, và lâu ngày nó trở nên thuần thục, hướng tâm về một cái thiện pháp để làm cho các bất thiện pháp không có sinh khởi được. Năm thiền cái được đè nén bởi năm thiền chi định thì nó đè nén được tham dục nặng nó tầm tầm thì nó đè nén được hôn trầm. Cái thiền chi tầm là hướng về đối tượng thì nó đè nén đến hôn trầm tụy miên, nó làm cho vì cái tâm nó hướng về đối tượng liên tục thì bắt đầu cái tâm nó phải căng. Cho nên là khi mà một người có định xong là cái tâm nó rất là tỉnh táo. Với cái người mà mới hành thiền thì lúc đầu do cái tâm mình yếu ớt cho nên nó hay rơi vào trạng thái hôn trầm. Trạng thái hôn trầm đấy là lúc đấy là cái tâm của mình rất là yếu, lúc đấy mình cần phải tinh tấn ấy, mình chú tâm mạnh vào đối tượng. Thì cái tâm mà hướng tâm vào đối tượng mạnh thì tâm nó sẽ tỉnh lên, nên nó chế ngự được hôn trầm. Tứ là nó đè nén được cái hoài nghi, chế ngự được cái hoài nghi. Tứ là nó bám sát cái đối tượng, nó không còn hoài nghi về đối tượng nữa, không nghi ngờ về đối tượng thì tứ nó không có hoài nghi. Hỉ thì nó đè nén sân, thích thú cái đối tượng thì sân nó khởi lên. Nạc, kệ nạc thì nó đè nén chạm hội. Thì khi mình ngồi thiền cảm thấy nó an lạc rồi thì thân mình cứ muốn ngồi, nó không muốn, nó muốn đứng dậy, nó không muốn thả thiền ra nữa. Đấy là mình đạt đến một cái trạng thái nạc. Khi mà người mà càng có nạc thì người đó càng yên tĩnh. Còn cái người nào mà ngồi mà mình cảm thấy nó không an, nó bất an, nó đau đớn, nhức mỏi, vậy là cứ mình cứ phải giãy giụa, mình cứ phải trở chân trở tay. Đấy là do mình chưa đạt được đến cái hình đạt, cái nạc nó còn yếu. Khi mà cái nạc của thiền ấy, nó mạnh rồi thì cái người đó sẽ ngồi rất là an tịnh, rất là tĩnh lặng, nó không có cái trạng hội, nó không có cái, những cái trạng cử, những cái giãy giụa ở trên thân tâm đâu. Còn định thì nó đè nén cái tham dục, định là mình sự nhất tâm trên đối tượng, và nó chỉ còn một cái ý, nó nhận biết đến một cái cảnh đấy thôi. Cho nên là các cái giác quan khác nó không thể nào mà nhận biết cảnh trần được, nên không sinh ra được cái tham dục. Thế là năm thiền cái được đè nén bởi năm thiền chi. Và các cái đặc tính của các thiền chi lúc đấy dần dần nó sẽ sinh khởi. Cái đặc tính của năm thiền chi ở đây là các cái trạng thái tâm của mình gọi là thiền chi, nhưng nó chính là những cái tâm, nó cũng chỉ là nó là một trong những cái tâm thức của mình. Ví dụ như là thiền chi tâm ở đây nó là một cái trạng thái tâm mình hướng vào đối tượng. Vitaka là cái trạng thái mà ví dụ bây giờ mình luôn luôn mình muốn gợi nhớ một cái chuyện gì đó thì mình phải hướng đến, mình phải hướng tâm đến cái chuyện đấy. Bây giờ mình muốn nhớ lại một cái người nào, một cái người thân quen nào đó mà lâu ngày mình không gặp, thì bây giờ mình phải cố gắng hướng cái tâm về những cái thời điểm quá khứ mà mình với người đó đã từng gặp nhau, đã từng nói chuyện, đã từng có những cái kỷ niệm gì. Thì mình phải hướng tâm về cái địa điểm đấy, hướng tâm về cái thời điểm đấy, hướng tâm đến cái hình ảnh của cái người đấy. Đấy là cái trạng thái hướng tâm. Mình muốn ghi nhận một điều gì, mình muốn nhớ lại một điều gì, mình đều phải hướng tâm đến, hướng tâm đến cái trạng thái đó. Thì đấy, cái tâm đấy được, nó chỉ là một nhiệm vụ, đó là nó hướng đến đối tượng. Đấy là cái đặc tính của cái thiền chi tâm. Cái người hành thiền, cái tâm của mình nó phải hướng vào hơi thở. Đấy, khi mình ngồi đây chẳng hạn, mình chú tâm vào hơi thở, đưa tâm vào hơi thở. Khi mình đưa tâm vào hơi thở, hướng tâm vào hơi thở, thì cái tâm đấy được gọi là tâm, nó hướng đến đối tượng. Và khi mà cái đối tượng ấy, cái tâm đấy nó chưa thuần thục ấy, thì nó an trú trên đối tượng ấy được một lúc nó lại quên. Đấy, mình lại nghĩ đến chuyện khác. Khi mình nghĩ đến chuyện khác rồi thì mình muốn cho cái tâm của mình nó thuần thục, nó mạnh rồi, mình lại hướng trở lại, mình hướng trở lại. Luôn luôn phải có cái người mới, cái người đối với người sơ cơ là luôn luôn phải dùng đến cái sự hướng tâm, hướng tâm trong về giáo pháp ấy. Cái người mà mới học Phật pháp ấy, thì cái tâm của mình nó hay hướng đến chuyện đời rất là nhiều. Nhưng bình thường trong cuộc sống hàng ngày, chuyện mình nó hay hướng đến niềm vui, nó hay hướng đến những cái nỗi buồn, nó hay hướng đến những cái chuyện đã qua ở trong quá khứ, nó hay hướng đến những cái chuyện mà
nó chưa xảy ra ở tương lai. Hướng về tương lai, hướng về quá khứ, hướng về những cái cảnh sắc, hướng về âm thanh, hướng về mùi vị xúc. Tâm của mình nó hướng đi rất nhiều thứ như vậy, thì đấy nó cũng là tập. Nhưng bây giờ mình muốn cho cái tâm của mình nó thuần thục, nó muốn rèn luyện cái tâm, thì mình luôn luôn phải bắt nó, phải hướng nó về một đối tượng. Ví dụ như là có những người mình muốn cho cái tâm của mình nó luôn luôn họ ghi nhớ đến hình ảnh Đức Phật, mình hướng tâm về Đức Phật, luôn luôn hướng tâm về Đức Phật, nó nghĩ ra chuyện khác lại hướng nó về Đức Phật để nó khởi lên cái tâm thiện. Hoặc là bây giờ mình mà muốn có ghi nhớ một cái bài pháp nào đó thì mình luôn luôn phải hướng tâm về, hướng tâm về, thì cái mình hướng tâm về một cái nhiệm vụ gì đó mà nhiều lần thì cái tâm nó trở nên thuần thục và nó sẽ tạo thành một cái năng lượng, một cái sức mạnh của tâm đó, là nó tạo thành một cái định lực. Thì cái đầu tiên là cái người hành thiền phải dùng cái sự hướng tâm về đối tượng liên tục, mình giữ tâm ở đây, phải hướng về để giữ nó ở đây, thì khi nó đi lại hướng trở lại. Cái đặc tính của nó là hướng tâm, nhiệm vụ của nó là đánh vào đối tượng, hướng tâm là nó cứ phải hướng vào đối tượng, đánh vào đối tượng liên tục, thể hiện nó là dẫn tâm đến đối tượng. Còn cái thiền chi tứ ở đây là một cái tâm mà nó luôn bám sát cái đối tượng, tư duy cao độ. Tứ cũng gọi là tư duy cao độ, tư duy có nghĩa là mình luôn luôn phải bám sát, bám sát đấy, cái đối tượng đấy, tư duy sâu sắc trên đó. Giờ mình muốn ghi nhớ cái gì thì mình cứ phải suy tư, giữ cái đối tượng đấy ở trong tâm mình thật lâu để cho nó thuần thục, thì lúc nào mình hướng tâm đến nó cũng được. Thì cái pháp hành thiền nó sẽ hướng tâm đến và duy trì tâm ở trên đó, duy trì tâm ở trên đối tượng đó, hướng tâm về hơi thở, duy trì tâm ở trên hơi thở, về cái tận tướng của hơi thở, liên tục nhấn mạnh vào đối tượng nhiệm vụ. Đó là khiến cho những cái pháp đều tập trung vào đối tượng, thể hiện nó là tâm dán chặt vào đối tượng. Nên nó phải có tầm, có tứ, mình phải hướng tâm vào đối tượng và nắm chặt lấy đối tượng như vậy. Bây giờ mình muốn ghi nhớ một cái gì vậy, mình phải hướng tâm về. Bây giờ muốn học thuộc một cái bài, về gì đó, một cái bài thơ, một cái bài văn, một cái bài pháp này, thì thường xuyên mình luôn luôn phải ôn lại, ôn lại ở trong tâm mình, và mình hướng tâm về, và mình phải giữ cái tâm mình ở trên cái bài đó, thì dần dần nó sẽ trở nên nhu nhuyễn, nó trở nên thuần thục và nó sẽ thuộc được. Cái hành thiền cũng vậy, mình phải hướng tâm vào cái đối tượng thiền của mình, vào cái đề mục thiền của mình, mình giữ cái tâm của mình ở trên cái đề mục đấy và cứ duy trì tâm ở đấy liên tục, lâu ngày nó trở nên thuần thục. Đấy nó gọi là các cái thiền chi. Rồi mình phải phân tích, mình chia sẻ những cái thiền chi đấy ra, thì là cái lúc này mình đã hiểu về những cái đặc tính, tính chất của tâm. Cái tâm nó hướng về đối tượng là một tâm, cái tâm nó giữ đối tượng là một tâm, hai tâm đấy không phải là một, hai tâm đấy là hai tâm khác nhau. Cũng như là một cái người mình hành thiền, một cái tâm nó biết hơi thở vào, một cái tâm nó biết hơi thở ra. Cái tâm nhận biết hơi thở vào nó không nhận biết hơi thở ra, cái tâm nhận biết hơi thở ra nó không nhận biết hơi thở vào, nó không phải là một, nó là sự nhiều tâm khác nhau. Cái tâm này nó sinh lên nó diệt đi, rồi một tâm khác nó sinh lên nó diệt đi, liên tục như vậy. Thì cái tầm nó sinh lên một cái nó diệt đi, rồi bắt đầu đến cái tứ nó sinh lên rồi nó diệt đi, rồi nó lại sinh, nó lại diệt liên tục. Tầm là xúc chạm, là một cái sự xúc chạm đầu tiên của tâm với đối tượng. Tứ là giữ tâm, giữ tâm, phục tâm vào một chỗ. Đến một cái giai đoạn này, khi mà mình đã đắc thiền rồi thì nó định, nó sinh tuệ như thế. Mình hành để mình đắc được thiền định. Khi đắc được thiền định rồi, mình chuyển ra mình phân tích những cái tâm, những cái tâm mà nó đang an trú ở trên đối tượng thiền này. Cái lúc mình phân biệt các cái thiền chi này, thì lúc đấy nó là bắt đầu phát triển về trí tuệ. Tuệ có nghĩa là mình nhận diện cái tâm của mình, nhận diện cái tâm thiền này của mình. Đấy là một cái bước đầu tiên của tuệ. Tuệ sẽ phát triển là mình hiểu biết được ra cái tâm nó là như thế, cái sự vận hành, cái sự
cái quy luật của cái tâm thức này như vậy. Ví dụ như là một cái người bình thường ấy, mà không hành thiền ấy, thì mình cứ thấy là mỗi một khi mình suy tư cái gì đó, mình cảm thấy là mình bóp đầu bóp chán, cảm thấy nó căng thẳng. Chính vì vậy cho nên là người ta cứ nghĩ rằng là nó có cái tâm, cái bộ não của mình nó hoạt động. Ví dụ như là các nhà khoa học thì người ta chỉ biết được là có cái dây thần kinh trên não, và người ta cứ nghĩ rằng bộ não nó đang suy tư, cái bộ não của mình nó đang hoạt động. Mà với một cái người khi mà hành thiền ra rồi thì sẽ thấy được cái tâm, phân tích được cái tâm, thì mình sẽ thấy là nó không có cái, trên bộ não của mình nó không có cái gì cả, nó cũng không có những cái hệ thần kinh nào trung ương nào trên đấy nó điều khiển hết, mà các cái tâm thức nó nằm ở các cái sắc thần kinh, các cái sắc thần kinh nó nằm ở các cái giác quan, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì khi mà mình hành thiền thì nó chỉ có cái ý thức nó đang làm việc, thì cái ý thức ấy, thì nó đã ở cái sắc trái tim, thì lúc đấy mình sẽ thấy cái vùng trái tim của mình nó sẽ tỏa sáng rực rỡ, và cái tỏa sáng ở đấy nó chính là cái tâm của mình, cái tâm ý của mình nó sáng rực rỡ. Còn trên hơi thở của mình thì nó cũng sáng rực rỡ, thì đấy nó là cái limit tượng tướng. Và cái tâm của mình nó là bắt vào cái tượng tướng đó, thì nó hướng tâm. Và cái lúc này, cái người này, mình đưa tâm và mình sẽ kiểm tra, mình sẽ thấy được là đây là tâm, đây là đối tượng của tâm. Tâm có nghĩa là nó ở cái vùng trái tim. Đối tượng của tâm nó là cái tượng tướng ở hơi thở ở trên trước cửa mũi. Thì lúc đấy mình sẽ thấy được cái quy luật của tâm là luôn luôn bắt và cảnh. Thì cái tượng tướng, cái nimitta, cái ánh sáng để là cảnh, và tâm nó phải bắt vào đối tượng, tâm nó hướng về đối tượng, nó bám sát cái đối tượng. Đấy là những cái trạng thái của tâm. Thì cái hướng về đối tượng xong rồi nó sinh lên một cái, nó diệt đi một cái, mà nó duy trì tâm ở trên đối tượng này là một cái tâm khác. Cho nên vào lúc này mình sẽ phân biệt ra là nó có tâm tầm và tâm tứ. Thì lúc đấy mình mới hiểu là kể cả ở cái cuộc sống hàng ngày vậy, lúc nào mình cũng có cái trạng thái tầm và tứ, mình hướng tâm đến một cái gì đó, mình giữ tâm trên cái đối tượng đó. Thì đó, hai cái tâm đấy là khác nhau chứ không phải là một. Thế là đã bắt đầu có một cái sự hiểu về cái sự vận hành và quy luật của tâm. Tầm là như đánh một tiếng chuông, còn tứ là như rung một tiếng chuông. Tầm như con ong nào vút tới bông hoa, tứ như con ong vù vù quanh đóa hoa. Như là bây giờ có một cái người mà người ta khát nước, người ta nhìn thấy một cái hồ nước ở đằng trước, người ta lao thẳng đến cái hồ nước đấy, đấy là lao đến, đấy là tầm như là đi tìm đối tượng. Còn khi mà đến nơi rồi thì người ta thỏa thích, người ta uống nước, người ta tắm mát ở trong đây, ngâm mình ở trong đây, thì đấy là tứ. Thì cái tâm cũng vậy, tâm của mình nó luôn luôn khao khát đối với cảnh. Nó không hướng đến cảnh này thì nó hướng đến cảnh khác, nó không có cảnh thì nó sẽ không có tâm. Vậy cho nên là tầm nó hướng đến đối tượng, và tứ là nó duy trì tâm, giữ tâm ở trên đối tượng. Đấy, cái tâm tầm nó như con chim cất cánh bay lên trời, và tứ thì nó như con chim mà nó giữ thăng bằng ở trên hư không. Nhưng bây giờ mình ngồi, mình hình dung lại một cái bông hoa, thì mình phải hướng tâm đến cái bông hoa đó, xong là mình cố gắng mình giữ cho cái bông, cái hình ảnh bông hoa ấy nó hiện rõ ở trong tâm mình. Thì hai cái tâm này nó khác nhau, một cái tâm là hướng đến bông hoa, một cái tâm là giữ cái hình ảnh bông hoa đó rõ ở trong tâm mình. Thì đấy là gọi là tâm và tứ. Khi mà nó có tâm có tứ rồi thì bắt đầu nó phát sinh ra hỷ và lạc. Hỷ là cái trạng thái mát mẻ tươi tỉnh, thích thú với những đối tượng, và cái đặc tính của nó là ưa thích, nhiệm vụ của nó là thấm nhuần, thể hiện của nó là hoan hỷ, và nhân gần của nó là cái sự bình an nhẹ nhàng. Thì cái người hành thiền vậy, mà khi mà mình chú tâm vào hơi thở, mình giữ được tâm ở trên hơi thở rồi, cái tâm nó chấp nhận hơi thở, nó sẽ thích thú với hơi thở. Còn với cái lúc đầu mà mình còn phải gượng ép, tức là mình còn phải gượng ép, mình còn phải đè nén nó, thì nó cứ hướng đến đối tượng một tí, xong rồi nó lại hướng đi sang đối tượng khác.
Nếu như cái tâm nó chưa chấp nhận đối tượng à, thì là nó cứ hướng đi, nó hướng sang đối tượng khác, nó sẽ không duy trì trên đối tượng. Khi nào cái tâm của mình nó thích thú một cái đối tượng gì đó thì lúc đấy nó sẽ giữ cái đối tượng đấy ở trong tâm rất là lâu. Vậy bây giờ mình nghĩ đến một cái chuyện gì đó mà nó ghê gớm à, nó ghê gớm mà mỗi một lần mình nghĩ đến mình cảm thấy nó chán thì là cái tâm nó sẽ quên rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ đến một cái đối tượng gì đó mình cảm thấy nó thích thú thì cái hình ảnh đấy, cái đối tượng đấy nó sẽ duy trì ở trong tâm mình được rất là lâu. Như vậy bây giờ mình gặp một cái người nào đó mình không ưa thích thì mình sẽ quay mặt đi ngay. Nhưng mà mình gặp một cái người nào đó mà mình ưa thích thì mình lại cứ muốn tiếp xúc rất là lâu, mình sẽ chăm chú nhìn người đó rất là lâu. Thì đó cái tâm thiền của mình bận cái đối tượng nào mà nó trở thành mình đã thích thú rồi thì là mình sẽ sinh ra cái tâm hoan hỷ. Thì cái tâm mình khi mà mình chú tâm trên một cái đề mục thiền, mình phải chấp nhận nó, và mình khi ta chấp nhận nó rồi mình nó sẽ hoan hỷ. Khi mà hoan hỷ rồi thì cái đề mục đấy nó mới duy trì được lâu. Thì cái tâm thiền vậy, nó luôn luôn phải có hỷ và có nạc. Hỷ là thích thú với đối tượng, mà nạc đó là cái sự thoải mái dễ chịu trên đối tượng. Thì có năm cái cấp bậc của hỷ, tiểu hỷ như là dựng lông tóc này. Hỷ ở cái mức bình thường, cái người mà ngồi thiền rồi mình sẽ cảm nhận được có những cái mức hỷ, đó là mình cảm thấy người mình nó nhẹ bẫng này, nhẹ bẫng, và mình cảm thấy nó có một cái sự gì đó nó rất là thích thú dễ chịu. Hỷ chớp nhoáng là thỉnh thoảng nó nhoé lên một cái, hỷ như mưa rào mà nó nổi lên liên tục, hỷ mà nó nâng người lên thì thân thể như là nó mất trọng lượng, hỷ sung mãn là toàn thân được thấm nhuần hỷ nạc. Thì khi mà cái người mà nó có hỷ thì cái thân nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng, người rất là nhẹ nhàng. Vậy bây giờ cái người nào mà mình không có hỷ, mình sẽ cảm thấy người nó rất là nặng nề, nó rất là nặng nề, nó rất là mệt mỏi. Còn cái người nào mà có cái hoan hỷ, người nào mà có cái tâm hoan hỷ nhiều thì người đấy người ta sẽ rất là nhẹ nhàng, đi lại nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thanh thản, nó rất là thoải mái dễ chịu. Mà thậm chí có những cái người ngồi thiền người ta đạt được đến cái mức hỷ rất là cao, nó cao đến cái mức độ mà người ta có thể bay bổng người đến hư không được. Trước kia có một cái vị mà vị ấy chỉ nghe đến chỉ nghe đồn là có Đức Phật ra đời, có Đức Phật ra đời, thì cái vị này có cái nhân duyên với Đức Phật từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là vị đấy nghe đến Phật là vị đấy đã cảm thấy nó hoan hỷ, nó trào dâng ở trong tâm vị đó. Và lúc nào vị đó cũng nhớ đến cái câu Buddha Buddha, là Đức Phật Phật Đà Phật Đà Phật Đà. Chỉ nghĩ đến cái câu đấy thôi là bắt đầu cái tâm nó đạt đến cái sự nhất tâm, và cái tâm nó hoan hỷ đến cái mức mà vị đó sẽ mong muốn đi tìm gặp Phật ngay trong ngày hôm đấy. Và khi mà vị đó đi đến cái bờ sông Hằng thì lúc đấy là nó trời tối rồi, và cái người chờ đò người ta không đi nữa. Thì cái lúc này vị là ta không thể chờ đến sáng mai được, ta muốn gặp Đức Phật ngay trong ngày hôm nay. Và vị đó cứ nhắm mắt và hình dung đến Đức Phật, và vị đó quyết định bước đi trên mặt nước. Và khi mà vị đó bước đi trên mặt nước thì cái tâm hoan hỷ đấy nó làm cho vị đó không bị chìm, vị đó vẫn nổi trên mặt nước. Mà khi mà ra đến giữa sông ấy thì vị đó thấy có cái gió mà nó phát lên cái sóng nó cao, vị đó khởi đến cái tâm sợ một cái, thì là từ từ nó chìm xuống. Nhưng vị đó cố gắng trấn tĩnh lại, bình tĩnh lại, và bắt đầu lại tưởng nhớ đến hình ảnh của Đức Phật, thì cái tâm hoan hỷ nó khởi lên, để cái thân này nó lại từ từ nó nổi lên. Và vị đó cứ thế, vị đó đi trên mặt nước, đi băng qua con dòng sông và đến gặp Phật ngay trong đêm hôm đấy. Thì cái tâm hoan hỷ nó sẽ làm cho con người nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng, như hỷ nâng nâng. Cho nên là có những cái người ngồi thiền sẽ thấy cái người đấy người ta hay có cái thân nó cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, nó cứ có một cái gì đó nó hơi chuyển động. Đấy là chính là cái hỷ, như là cái người bắt đầu có một chút định là bắt đầu đã có cái hỷ đấy rồi. Người ta cứ nắc nư bên này sang bên kia, thì người khác mà nhìn thì không biết, thì cứ tưởng là người ta ngủ gật.
Nhưng mà thực ra thì đấy là cái trạng thái mà hỉ lạc, hỉ lạc, và nó làm cho cái người đấy nó cảm thấy nó có cái sự nâng nâng người. Ngay cả khi vị đó xả thiền ra rồi, cái trạng thái mà hỉ lạc này nó vẫn còn, vị đó đi lại nó vẫn rất là khó, vị đó vẫn cảm nhận được một cái sự nâng nâng ở trong người như vậy. Thì đấy là chính là cái tâm mình chú vào một cái đối tượng và mình đạt đến cái trạng thái hỉ. Cái hỉ nó nâng lên như thế, hỉ sung mãn là toàn thân được thấm nhuận hỉ lạc. Và cái khi mà cái toàn thân được thấm nhuận đến cái trạng thái hỉ lạc đấy rồi, thì cái vị đó ngồi mà nó không cảm nhận thấy đau, trời nóng hay lạnh nó cũng không còn quan tâm, không còn biết nữa. Không biết là trời đang nóng hay đang lạnh, đau mình cũng không biết là đau, tê nhức mỏi thì nó không biết, cái nạc nó chế ngự đi như vậy. Nên là cái người mà khi mà đạt đến cái trạng thái thiền thì cái người đó sẽ không cảm nhận được những cái sự mà nó khó chịu ở trên thân, mà không cảm thấy nó cái sự nhức mỏi đau đớn mệt mỏi ở trên thân, nó bị ức chế, nó chế ngự về cái nạc, nó chế ngự vì đó luôn luôn cảm nhận thấy thân tâm mình sung mãn cái sự hỉ lạc, sung mãn cái sự an lạc. Đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng cảm thấy thân tâm nó tràn ngập cái sự an lạc. Còn cái người mà không có cái sự an lạc ấy thì mình luôn luôn mình cảm thấy cái thân này uể oải, cái thân này nó nặng nề, cái thân nó đau nhức, cái thân này nó khó chịu. Đấy là nếu mà mình không, cái người không có hỉ lạc thì hay có cái cảm giác về thân tâm như vậy. Còn cái người có hỉ lạc thì nó biến mất cái trạng thái khó chịu này, và lúc nào nó cũng thấy thân tâm này đầy những cái sự hỉ lạc không. Có năm loại hỉ khi chín mùi, năm loại hỉ đấy, năm cái loại hỉ trước khi chín mùi thì thân khinh an và tâm khinh an. Khinh có nghĩa là nó rất là nhẹ, thân tâm của mình nó rất là nhẹ, nó nhẹ nhàng. Khinh an khi chín mùi thì thân an lạc và tâm an lạc. An lạc và lạc khi chín mùi thì nó phát sinh ra định, định chốc nát, định cận hành và định an chỉ. Đấy là từng bước như vậy. Thì cái đầu tiên là cái người hành thiền, đó là cái người phải rút bỏ được tất cả những cái lỗi lầm. Tức là cái người đó không có làm bất cứ một cái việc bất thiện thì tâm nó mới an, nó mới an ổn. Cho nên là cái người hành thiền là phải giữ giới thanh tịnh, không được sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, phải giữ rất là nhiều những cái giới. Khi mà mình giữ giới như vậy thì tâm mình nó hân hoan, bởi vì mình không có phải hối hận về một cái điều gì cả, mình không có làm cái điều gì bất thiện sai trái, cho nên là cái tâm nó hoan hỷ, tâm hân hoan. Hân hoan thì nó sinh ra hoan hỷ, hoan hỷ thì nó sinh ra khinh an, khinh an thì nó mới sinh ra cái an lạc bắt đầu nó sinh ra định tĩnh. Thì cái sự hỷ lạc đấy bắt đầu nó phát sinh ra định, định chốc nát. Có người thì đạt được cái định chốc nát, nó định nó nhoáng một cái nó lại mất. Có người thì đạt được đến định cận hành, định cận hành thì nó gần đắc cái tầng thiền cao. Có người thì đắc được định an chỉ, định an chỉ là nó duy trì được cái định liên tục. Còn cái tâm nạc ở trong thiền nó có cái trạng thái nạc là sự hài lòng dễ chịu. Đặc tính của nó là thỏa mãn, nhiệm vụ của nó là tăng cường các pháp tương ứng. Nhân tướng của nó là sự hỗ trợ, nhân gần của nó là hỷ. Từ hỷ thì nó sẽ phát sinh ra nạc. Giống như là một cái người đang đói, khi mà mình nhìn thấy thức ăn thì mình thấy rất là vui. Nhưng mà khi mình ăn xong rồi thì mình cảm thấy nó rất là thoải mái, dễ chịu. Thì cái tâm của mình cũng vẫn nó hướng đến đối tượng, hoan hỷ với đối tượng, và nó thoải mái, dễ chịu với đối tượng. Nên là ở trong cái trạng thái thiền nó có cái niềm vui, cho nên là cái người hành thiền người ta có thể sống độc cư mà người ta không cảm thấy buồn phiền cô đơn chán chường gì hết, bởi vì người ta luôn luôn cảm thấy nó có cái niềm vui ở trong nội tâm. Và cái người hành thiền thì người ta không có hưởng thụ những cái cảnh dục trần ở bên ngoài, nhưng người ta lại sống rất là an lạc. Cho nên là những cái người tu thiền thì người khác nhìn vào thì thấy người đó rất là khổ hạnh, người ta có thể sống khổ hạnh, người ta không quan tâm đến cái đời sống về cái vật chất ở bên ngoài, không quan tâm đến cái đời sống hình thức, không còn cái hình thức và cái bên ngoài nó không còn quan trọng. Nhưng mà ở trong nội tâm thì nó rất là hoan hỷ,
rất là an lạc, và người ta rất là hạnh phúc, và người ta không có cái sự khổ đau như là những người mà đang sống hưởng thụ dục lạc thì lại mới có khổ đau, mới có cái sự bất an. Ngày xưa có một cái có một cái người cư sĩ mà người ta hỏi Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, có một vị vua thì bị đó được hưởng thụ tất cả những cái dục lạc ở thế gian theo ý thích của vị đấy. Vị đó muốn cái gì vị đó cũng sẽ được hưởng thụ cái đấy. Còn ngài là một vị Phật, ngài đã xa lìa tất cả những cái dục lạc thế gian, ngài từ chối tất cả những dục lạc thế gian, và ngài hài lòng, ngài chấp nhận điều đó. Vậy thì bây giờ giữa ngài và một vị vua, ai hạnh phúc hơn? Ai hạnh phúc hơn ai? Tức là một cái vị vua thì được hưởng thụ dục lạc thế gian, một vị Phật thì từ bỏ tất cả dục lạc thế gian rồi, thì người nào sẽ hạnh phúc hơn, người nào khổ đau hơn? Thì lúc đấy Đức Phật lấy cái hình ảnh ví dụ như thế này. Đức Phật nói là thế thì bây giờ một cái ông vua có thể hưởng thụ dục lạc liên tục trong 24 giờ, suốt ngày suốt đêm, ông ấy lúc nào ông ấy cũng hưởng thụ các cái cảnh dục lạc về sắc thanh hương vị xúc, có thể hưởng thụ được liên tục 24 giờ liên tục không? Thì ông ấy bảo rất khó có thể mà mình hưởng thụ một cái niềm vui gì đó mà nó có thể liên tục được trong một ngày một đêm. Vậy thì huống chi là 2 ngày 2 đêm hoặc là 3 ngày 3 đêm. Vậy thì cái niềm vui ở thế gian nó chỉ có chốc lát, có thì nó chỉ là tạm thời thôi. Còn Đức Phật nói là ta có thể hưởng thụ cái trạng thái hỷ lạc liên tục 7 ngày 7 đêm. Liên tục 7 ngày 7 đêm được. Thì Đức Phật bây giờ ta có thể ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và ăn trú thiện thứ nhân, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tư. Ta có thể an trú ở trong cái trạng thái sơ thiền với một cái trạng thái hỷ lạc đây tới 7 ngày 7 đêm liên tục không gián đoạn. Hoặc là với nhị thiền, với tam thiền, với tứ thiền, khi mà mình an trú ở trong những cái tầng thiền đấy là những cái trạng thái hỷ lạc mà nó không bị gián đoạn. An trú ở trong tầng thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng là cái người đó đang an trú ở trong cái hỷ lạc liên tục 1, 2, 3 tiếng không gián đoạn. Vậy mà những cái dục lạc ở thế gian thì nó không có được liên tục như thế, nó phải gián đoạn. Vậy cho nên với một cái người mà đạt được đến cái trạng thái sơ thiền là một cái người có những cái hạnh phúc cao thượng, và những cái niềm vui, những cái hạnh phúc ở thế gian nó không thể so sánh bằng được. Cho nên là những cái vị dù là có làm đến vua chuyển luôn thánh vương, vị đó không thể hạnh phúc bằng một cái hành giả đắc sơ thiền. Mà một vị mà đạt đến cái vị vua chuyển luân thánh vương là cái vị cao thượng nào đấy, chứ còn chưa nói đến mấy cái ông vua mà chỉ làm chủ một cõi đất, một cái quốc độ, là một cái ông vua rất là bình thường. Ông vua chuyển luân thánh vương là làm chủ 4 châu thiên hạ, có xe báu, có thiên xa xe ở cõi trời, đi ở trên hư không, đi trên mặt nước, đi ngầm dưới đất được, đi ngầm dưới nước được, mang binh 4 cái binh chủng trên cái xe để đi đánh đông dẹp bắc, đi đâu người ta phải đầu hàng hết. Thì cái ông vua chuyển luôn thánh vương như vậy, nhưng mà cái hạnh phúc của ông ấy không bằng một cái người đắc sơ thiền. Thế thì bây giờ mình đi tìm hạnh phúc ở đâu? Bây giờ mình đi tìm hạnh phúc là mình cố gắng là làm sao mà mình phải đạt được danh vọng, đạt được tiền tài, đạt được quyền hành, đạt được cái địa vị, hay là xây dựng gia đình, có con chạm vợ hiền con thảo, đấy có phải hạnh phúc không? So với một ông vua thì đấy chưa là gì nên. Nhưng mà cái pháp hạnh phúc nó sẽ có sung mãn nhất, hoàn hảo nhất, cao thượng nhất là ở cái người mà hành thiền ấy. Đạt đến sơ thiền là còn hạnh phúc hơn vua. Thế tụi thì mà phải đi tranh giành, đi bon chen, đi đâm chém nhau, đi chinh phạt nhau để mai mốt lên làm vua đấy, thì cũng hạnh phúc đâu có bằng cái người đi hành thiền đâu. Đấy là cái trạng thái hỷ lạc nó cao thượng như vậy ở những cái tầng thiền đấy. Thế thì lúc đấy thì cái ông mà ông ấy hỏi Đức Phật là ông vua hạnh phúc hay là Đức Phật hạnh phúc ấy, thì Đức Phật chỉ nói ví dụ vậy thôi. Ví dụ ta có thể an trú ở trong cái hỷ lạc 7 ngày 7 đêm không gián đoạn. Còn ông vua thì lúc đấy thì cái vị cư sĩ kia mới nói rằng là
quả thật là Đức Thế Tôn là một bậc hạnh phúc cao thượng và hạnh phúc hơn các vị vua chúa. Các vị vua chúa không thể hạnh phúc bằng những cái người mà ăn chú trong thiền. Hỷ viên nạc ở trong thiền đó là hỷ nó hài lòng với cái điều đã đạt được, là thỏa mãn với điều đã đạt được. Hỷ có hỷ sẽ có nạc, mà có nạc thì chưa chắc đã có hỷ. Nạc với hỷ thì cái nào nó cao hơn cái nào? Hỷ cao hay nạc cao? Bây giờ một cái niềm vui với lại một cái sự an nhiên với một cái sự mà thoải mái dễ chịu thì mình thích cái gì hơn? Mình thích vui nhộn hơn hay là thích thoải mái dễ chịu hơn? Thì cái an lạc là cái sự thoải mái dễ chịu, còn cái hỉ là cái vui nhộn. Vui thì nó vui nhiều thì nó cũng mệt, còn cái thoải mái dễ chịu thì nó ấy hơn, nó an tịnh hơn. Thế cho nên là cái lạc nó cao thượng hơn cái hỉ. Một người đang khát nước thì đó được gọi là hỉ, và một người đã uống nước thỏa mãn rồi thì đấy được gọi là lạc. Thì là nó là trạng thái hỉ và lạc như vậy. Thì cái một cái người mà đạt đến cái trạng thái thiền rồi thì cái người đấy nó có được một cái sự hỉ nạc, một cái sự hỉ nạc cao thượng. Mà cái hỉ nạc này nó sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ cái gì mà nó lại có hỉ nạc này? Cái hỉ nạc này nó sinh ra từ cái sự ni dục, từ cái sự ni dục. Đấy, ví dụ như là bây giờ một cái người đời, một cái người mà người thường ấy, sống với cái tâm dục ấy, thì là lúc ấy mình cứ nghĩ là phải thỏa mãn được những cái điều mình ham thích chứ. Những cái cảnh hấp dẫn, những cái cảnh dục trần ấy. Ví dụ bây giờ mình cái tâm nó ưa thích cảnh sắc, mình phải làm sao phải có nhiều cái sắc để đáp ứng nó ưa thích âm thanh mùi vị xúc ấy, mình phải nuốt suốt ngày ấy, mình phải tầm cầu và mình cho nó thỏa mãn và mình cảm thấy đấy là hạnh phúc. Nhưng mà đối với cái pháp thiền thì nó lại là ni dục, xa lìa được cái đấy, xa lìa được thì nó lại hạnh phúc hơn. Thì nó cũng giống như là một cái người bệnh ấy, người ta phải có thuốc. Một cái người mà khi mà người ta còn bệnh, cứ mỗi một khi người ta uống thuốc vào thì người ta cảm thấy hạnh phúc, nó đè nén được cái cơn đau đấy tạm thời. Còn với một cái người, người ta khỏi bệnh, người ta đạt đến một cái trạng thái là khỏi bệnh, hết bệnh rồi, thì người ta sẽ nhìn những cái người mà còn uống thuốc ấy bằng cái con mắt là sao? Là con mắt đáng thương. Cái người mà người ta còn uống thuốc, người ta nhìn cái người không phải uống thuốc này thì người ta lại nhìn làm sao? Người ta lại nhìn là ôi mình có thuốc để uống, người kia không có thuốc để uống, khổ quá. Thì hai người này thương nhau thì ai đáng thương hơn? Hay là bây giờ một cái người mà hàng ngày nha, mình cứ phải ăn thì mình mới sống, mà có một cái người, người ta đạt đến một cái trạng thái người ta không ăn người ta vẫn sống. Thế thì bây giờ cái người ăn thương cái người không ăn hay là cái người không ăn thương cái người ăn? Ai thương ai? Bây giờ cái người mà đắc thiền ấy, sau này người ta sinh về cõi phạm thiên. Nếu mà người ta không chứng quả A-la-hán trong đời này thì người ta sẽ sinh về cõi phạm thiên giới. Mà về cõi phạm thiên giới người ta không cần ăn, không cần ăn mà người ta vẫn sống, không cần thở, không biết gì hết. Còn ở cái cõi người mình thì phải ăn mới sống, không ăn là đói. Ở cái cõi phạm thiên người ta không có ăn uống, người ta không đói mà người ta sống rất là lâu, trăm ngàn đại, người ta sống tới hàng một đại kiếp trái đất, hai đại kiếp trái đất, bốn đại kiếp trái đất, hoặc là 500 đại kiếp trái đất, thậm chí hàng ngàn đại kiếp. Họ cái tuổi thọ sống lâu như thế mà họ không cần ăn, nhưng mà bây giờ mình mà nhịn thì mình sống được mấy ngày, sống được 5-7 ngày là chết. Thế bây giờ có cái vị phạm thiên bị xuống đây bị ở nhà mình bị chơi nhá, thế nên là hàng ngày mình đến giờ ăn cơm mình mời bị mình làm đầy đủ các món ăn mình mang đi mình mời, nhưng vị đó không ăn thì mình có thương hại không? Thương hại quá, cái vị kia đến nhà mình chơi mà vị chẳng ăn cái gì cả, ăn cái gì cả, mình thấy thương. Nhưng mà cái vị phạm thương thì vị lại thương lại mình, mà chứ mấy cái người này khổ quá, suốt ngày cứ phải tống những cái đồ gì vào trong người mà họ không thấy ghê gớm mà, phải không? Mình đem toàn những cái đồ ô uế gì ở bên ngoài mình tống cho vào miệng rồi mình nhồi vào trong bụng cho nó nặng người ra được cái gì đâu. Đấy, thì họ lại thương như thế, hai bên thương nhau, hai bên lại thương ăn. Mấy ngày nữa nhà mình làm phó tượng phạm thiên thờ ngày kia kìa, đấy để xem là mọi người có ra dân cúng phạm thiên xem là ngày có ăn không nhé. Phạm thiên hôm nào sẽ có vị phạm thiên bốn đầu thờ cái vườn
ở trước cái chùa cũ ấy. Đọc cái một cái bức tượng Phạm Thiên ở đấy, xem mọi người đến đây cũng dành Phạm Thiên cái gì, xem là ngài có ăn gì không. Thiền còn gọi là chana, là thắp sáng đối tượng và đốt cháy pháp đối lập. Chana chana là tỏa sáng, những người mà đắc thiền thì là cái tâm tỏa sáng rực rỡ luôn, sáng chói như mặt trời. Mình nhắm mắt lại, bình thường ấy thì cái người bình thường mà không đắc hành thiền thì mình nhắm mắt lại có nhìn thấy gì, tâm nó tối om luôn. Nhưng mà cái người đắc thiền thì mình nhắm mắt lại là tâm nó tỏa sáng rực rỡ, thì cái tâm thức nó tỏa sáng, thì nó đốt cháy các cái pháp đối lập, tức là cái tâm nó đốt cháy hết những cái ô nhiễm, những cái ô uế. Cái tâm của con người nó vốn dĩ nó trong sáng, nó giống như là ngọc mali mà người ta đã quên ở trong đất ấy, khi mà nó bị những cái cáu mụn ấy, nó che nấp mất mà người ta không biết, người ta cứ tưởng nó là viên sỏi. Nhưng mà có những cái người người ta chịu khó, người ta đem những cái viên đấy ra người ta mài giũa, khi mà mài giũa rồi nó bỏ hết những cái cấu ấy đi rồi thì nó tỏa sáng rực rỡ. Thì cái tâm của con người vậy, cái tâm thức của mình vậy. Vì lâu ngày mình cứ chạy theo cái trần cảnh, cho tham sân si nó khởi lên, nó che lấp mất cái tâm trong sáng. Cho nên là mình bị sống với cái tâm tối tăm. Còn bây giờ cái người nào mình bỏ cái công sức, bỏ cái thời gian ra mình hành thiền, mình rèn luyện, mình mài giũa cái tâm, thì cái tâm của mình nó sẽ tỏa sáng, nó tỏa sáng sáng chói và tỏa sáng rực rỡ đi. Thì đấy gọi là thiền chana, thắp sáng và đốt cháy những cái ô ấy trong tâm. Khi đắc thiền, hành giả cần quan sát kỹ những yếu tố đã đưa đến cái sự đắc thiền. Ta đã dùng vật thực như thế này, thân phận một người như thế này, ở một chú xứ như thế này. Thì mình đắc thiền thì cái hôm nào mà mình vào được cái trạng thái thiền rất là sâu thì mình phải quan sát xem hôm nay mình ăn cái gì mà mình tu nó tốt như vậy. Có những cái ngày sao ăn cái gì mà hôm nay mình cứ toàn thấy buồn ngủ, đau đớn nhức nhối nhất mình bật, thì mình hôm đấy mình phải tránh lần sau cái món này nó làm cho mình ăn vào nó chỉ nặng nề đau nhức thì không có ăn nó nữa. Còn hôm nào ăn cái gì mà cảm thấy thân tâm nó khoan khoái, nó khinh an, nó nhẹ nhàng thì mình chịu khó ăn cái đấy. Hôm nay thân cận một người như thế này thì mình có cái tâm hoan hỷ hành thiền. Còn cũng có khi mà mình thân cận một cái người không phù hợp, hôm nay tâm của mình sẽ bất an. Thì có những cái người mình thân cận mình cảm thấy nó rất là thoải mái, rất là hoan hỷ. Có những người mình thân cận đấy, mình nói chuyện xong là mình sẽ cảm thấy nó rất là phiền não, nó rất là khó chịu. Thì mình phải để ý xem thân cận người như thế nào thì định nó tốt. Ở một chú xứ có những cái chỗ ở nó rất là tốt mà có chỗ ở nó không tốt, quan sát cái chú xứ. Giống như một người đầu bếp giỏi để ý một cái ông chủ của mình nó thích ăn món gì thì hôm sau đem món ấy nên và thì mình sẽ được phần thưởng. Thiền sinh cũng vậy, mỗi khi hành thiền mình phải để ý xem là những cái yếu tố gì đã hỗ trợ cho mình đắc thiền, thì mình thường xuyên phải hỗ trợ cho nó đúng những cái mà nó cần đó thì sẽ đắc thiền. Định có thể kéo dài khi bị đó nhiếp phục được các pháp chướng ngại. Có những người đắc định nhưng mà an trú ở trong định được lâu hay là ít, nó còn tùy theo cái tâm của mình nó thanh tịnh không, nó thanh tịnh hay là nó ô nhiễm. Định thấy sự nguy hiểm của dục, nhiếp phục được tham dục, đấy là các pháp chướng ngại. An tịnh thân hành, nhiếp phục chân, tinh cần giới, nhiếp phục côn trầm thủy miên, tịnh chỉ tướng, nhiếp phục trạng cực. Thì khi mà hành đến định rồi nhưng mà mình không thu thúc các căn, khi mình xả thiền ra mình vẫn còn đi chơi bời, vẫn còn ham nhảy múa hát hò trang điểm, đi tiếp xúc với ngoại cảnh, thì cái định nó yếu, nó không có duy trì được. Nên người mà muốn duy trì được định thì cái vị đó luôn luôn phải thu thúc các căn, luôn luôn nhàm chán đối với cảnh. Thì bởi vì cái tâm định ấy, nó thanh tịnh, nó chỉ thanh tịnh được trong cái lúc mình hành thiền thôi. Mình xả thiền ra một cái là nó trở về tâm dục giới ấy, bắt đầu nó lại đưa thích cái cảnh trần ở ngoài ngay. Nên nếu là lúc đấy mình mà đi chạy theo cảnh trần ở bên ngoài, nên là những cái phiền não nó lại khởi lên,
tham dục sân hận trầm thủy miên trạng hối hoại nghi nó lại khởi lên ngay. Cho nên là cái người đắc thiền đấy thì nó mới chỉ đè nén được các phiền não tạm thời thôi, chứ nó không đè nén được, nó không đoạn trừ được vĩnh viễn. Cho nên là cái người đó thường thường là phải ở trong rừng, phải ở nơi yên tĩnh, phải ở độc cư, phải viễn ly, phải tránh xa cái ngoại cảnh bên ngoài thì sẽ duy trì được cái pháp thiền lâu dài, còn nếu không thì không duy trì lâu dài được. Thấy sự nguy hiểm của dục, nhiếp phục dục tham, an tịnh tham lành, nhiếp phục sân, tịnh phần tướng, nhiếp phục hôn trầm thủy miên và tịnh chỉ tướng, nhiếp phục trạng cực. Luôn luôn phải an trú ở trong thiền mọi lúc mọi nơi, càng lâu càng nhiều càng tốt, và tránh những cái ngoại cảnh ồn ào ở bên ngoài, càng tránh xa càng tốt. Tâm không được thanh lọc cũng giống như một vườn hoa dơ bẩn, một ông vua sẽ lập tức trở ra ngay sau khi vừa bước vào. Cũng vậy, tâm sẽ rơi khỏi thiền khi chưa được thanh lọc cấu uế. Khi tâm đã được thanh lọc thì vị ấy an trú trong thiền suốt cả ngày, nhưng một ông vua đi vào khu rừng đã được dọn sạch. Giống như một ông vua ông đi vào cái khu công viên ấy, với cái vườn ngự uyển ông dạo chơi, nhưng mà vào đấy ông thấy rác rưởi nó hôi hám là ông sẽ bước ra. Thế cái người mà mình thấy được ngồi thiền phải thấy được ánh sáng rồi là cái tâm nó bắt đầu có định. Nhưng mà cái tâm có định đấy nó sẽ kéo dài được hay không, nó còn do cái tâm của mình có thanh tịnh hay không. Mình vừa mới nhiếp tâm được một tí cái mình lại hướng tâm đến cái ngoại cảnh luôn. Mình vừa cái tâm nó vừa thanh tịnh thì một cái mình lại cởi lên cái tâm ô nhiễm một cái, là cái tâm thanh tịnh nó lại mất. Còn nếu như cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó duy trì cái tâm thanh tịnh được lâu thì cái định này nó sẽ duy trì được lâu. Nên là có người duy trì cái định được 1 tiếng, có người duy trì cái định được 2 tiếng, được 3 tiếng, 4, 5, 6, 7 tiếng, suốt ngày, suốt đêm. Nhưng mà có người chỉ duy trì cái định được 1, 2 phút thôi. Nó nhé lên một cái, nó biến mất. Tại sao thế? Bởi vì nó thanh tịnh được 1, 2 phút một cái, nó lại nghĩ rằng một cái chuyện là bất tịnh luôn. Nó thanh tịnh được 1 phút thì nó bất tịnh 1 phút, xong nó lại thanh tịnh được 1 phút thì nó lại bất tịnh 5, 7 phút. Nó cứ như vậy. Thì mà nó không duy trì được lâu là vậy. Vậy thì bây giờ phải cái vị đó phải càng cái tâm càng thanh tịnh thì nó sẽ cái định nó càng duy trì được lâu, thì cái vị đó phải dứt khoát từ bỏ những cái cấu uế thì cái định nó sẽ an trú, đã an trú được rất là lâu. Năm pháp thuần thục thì vị đó sẽ hành năm pháp thuần thục khi nhập thiền. Nhập thiền ở bất cứ khi nào mình muốn, thuần thục khi xuất thiền, vị đó xuất thiền ở bất cứ lúc nào mình muốn, thuần thục quyết định thời gian nhập thiền, muốn nhập thiền bao lâu tùy ý, thuần thục quan sát năm thiền chi và thuần thục phản kháng các chi thiền. Năm pháp thuần thục, sau khi năm thực hành xong năm pháp thuần thục rồi, vì đó muốn lên nhị thiền thì vì đó chỉ tác ý đến cái sự bất lợi của nhị thiền hoặc của sơ thiền. Muốn lên nhị thiền đấy thì vì đó dạ, vì đó bây giờ mình muốn lên một cái cao hơn thì mình phải nhàm chán một cái thấp, thì mình mới bước lên được một cái cao. Khi nào một người mình đạt được đến sơ thiền, cũng giống như là học sinh bắt đầu vào được lớp 1, bây giờ mình muốn lên lớp 2 thì bắt đầu mình phải nghĩ như thế, mình phải có một cái ước muốn mình phải ước muốn được lên. Người sơ thiền vậy, lúc đấy mình nếu mà cái người nào mà mình hài lòng, mình chấp nhận mình ta đạt được sơ thiền này là tốt lắm rồi, ta không mong cầu gì hơn nữa, thì cái người đó sẽ đạt có lên được nhị thiền không? Sẽ không lên được, tức là mình an phận quá sớm là nó sẽ không lên được. Như vậy bây giờ người ôi mình được đi học lớp 1 là tốt lắm rồi, chẳng cần phải hơn nữa, nên là chỉ dừng lại ở đấy. Nên thì bây giờ một lúc nào đó mình phải tác ý là sơ thiền này nó vẫn còn có những cái bất, nó có nó hay như thế, nó cao thượng như thế, nhưng nó vẫn còn có những cái khuyết điểm của nó. Lúc đấy phải tác ý đến cái khuyết điểm, cái bất lợi của sơ thiền, đó là sơ thiền này nó có hai thiền chi, tầm tứ nó rất là thô thiển, tầm tứ nó thô thiển cho nên nó làm cho tâm bị dao động. Còn nếu nhị thiền nó diệt trừ được tầm tứ ấy thì nó rất là an tịnh, rất là an lạc. Còn siêu thiền nó rất là gần với năm triển cái, còn nên nhị thiền thì nó sẽ xa với năm triển cái hơn, tâm nó an tịnh hơn. Nên tác ý như vậy thì mình mới từ bỏ được nó, mình mới bớt tham, không dính mắc với nó nữa, mình mới nên được nhị thiền. Diệt tâm tứ chứng và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hiện là có định sinh không tâm không tứ nội tỉnh nhân tâm. Đấy là mình thấy được cái khuyết điểm của nó. Bây giờ mình mà muốn chơi thân với một ai đó thì làm sao?
thì bắt đầu mình phải nhìn vào những ưu điểm của người đó. Người này tốt lắm, người này có cái mặt rất là tốt, tức là mình luôn luôn nhìn vào cái ưu điểm của người đó thì mình sẽ thích thân cận với người đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình lại muốn tránh xa cái người này thì làm sao? Không muốn chơi với người này nữa thì làm sao? Thì mình phải nhìn vào cái tính xấu của người đó. Cái người này rất là xấu, cái người này có nhiều cái tính xấu xa, bất thiện nó kia đấy. Thì là lúc đấy mình sẽ bắt đầu mình lấy cái cớ để mình chán. Cho nên là bây giờ mình mà cứ hay khen người nào là mình còn đang quý người đó, mình đã chê người nào là mình ghét người đó, mình muốn tránh xa người đó. Thì cũng vậy, những cái pháp mà mình đạt được cũng vậy. Cái pháp đạt được, mình muốn lên những cái pháp cao hơn, thì đầu tiên ấy, là mình phải thấy được cái ưu điểm của nó để mình cố gắng đạt được nó. Khi đạt được nó rồi, mình cũng chớ có vội mà an phận sớm. Khi mình thuần thục nó rồi, mình muốn đạt lên một cái pháp cao hơn thì mình lại phải tìm ra cái khuyết điểm của nó để mà nhàm chán nó. Để nhàm chán nó thì mình sẽ đạt lên một cái cao hơn nữa. Đến cái cao hơn nữa, vậy là nên được đến nhị thiền, là do mình diệt được tầm tứ chứng và an trú thiền thứ 21 trạng thái hiện đang có định sinh tầm không tứ nội tình nhân tâm. Không tầm không tứ ở nhị thiền không khởi nên, nội tình là xuất phát tự tâm, tình là niềm tin, nhân tâm là định sâu nặng. Do định sinh từ sở thiền, định ở nhị thiền với tuyệt đối bất động và niềm tin hoàn toàn của nó là không bị tầm tứ. Khi mà đạt được đến nhị thiền rồi thì lúc đấy mình lại mà muốn lên tam thiền thì mình lại phải thấy được cái khuyết điểm của tam thiền, khuyết điểm của nhị thiền. Đó là nhị thiền nó có hỉ, nó thô, nó dao động. Cho nên bây giờ mình phải nhàm chán cái hỉ đấy, mình ước muốn lên tam thiền có nạc với nhất tâm an tịnh hơn. Thì lúc đấy mình lại thấy cái ưu điểm của tam thiền là nó có cái nạc, để mình cố gắng mình phấn đấu mình đạt được. Cho nên là thường thường là người ta cứ đạt được cái gì rồi, cái lúc mà mình chưa đạt được thì mình làm sao? Mình thấy cái mình còn ưa thích. Khi đạt được rồi nó sẽ chán. Khi đạt được rồi nó chán. Ví dụ một cái người bây giờ vị đó muốn làm vua chẳng hạn, thì vị đó nghĩ là người làm vua rất là sung sướng, làm vua có quyền hành, có quyền lực ở trong tay, muốn cái gì cũng được. Nhưng mà bây giờ mình hỏi mấy ông vua là bây giờ ông thấy làm vua nó có sướng không? Thì ông sẽ nói sao? Ông bảo chán lắm. Chắc là tôi phải đi sang tôi đánh cái nước bên kia làm vua một lúc hai nước ấy, thì chắc là tôi mới thấy thích chứ. Làm chủ một nước tôi thấy nó không có thỏa mãn, không hài lòng. Thế là ông vua đấy là ông có tốt không? Ông ấy không có an phận à. Tiếp tục mang quân đi đánh xong rồi không? Lúc mới đầu vậy tôi xong rồi mà chán, phải đi đánh thêm nữa. Cho nên là thường thường là người ta cứ phải đi chinh phục ấy. Chinh phục mãi thì thôi. Thì bất cứ một cái gì vậy, khi mà mình đang tầm cầu đến thì mình nghĩ là đạt được nó rồi sẽ hạnh phúc nào. Nhưng mà khi đạt đến rồi thì mình mới, khi mà được có rồi mình sẽ thấy là cái khuyết điểm của nó, mình sẽ chán. Cái điều chán ấy có tốt không? Chán ấy là tốt. Chán thì mình còn chán rồi mình mới xả được nó, mình bỏ được nó thì mình mới đạt được một cái khác nữa. Chứ mà bây giờ mình cứ thích thú với một cái đấy thì làm sao mình đạt được cái khác nào? Thì nên đến tam thiền rồi, mình khi mà còn ở nhị thiền mình nghĩ là nên tam thiền có nạc với nhất tâm là rất là tốt. Nhưng mà khi đạt được tam thiền rồi thì lúc đấy tam thiền rồi thì lúc đấy mình muốn lên tứ thiền thì mình phải chán cái nạc này. Khi mà nên tam thiền là đi hỷ chú sản chánh niệm tỉnh giác thân tâm cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là sản niệm là chú, chứng và ân trú thiền thứ ba, đi hỷ là vượt qua hỷ, chú sản là nhìn đối tượng với một cái cách thản nhiên, sản thuộc sáu căn, không bị hấp dẫn với trần cảnh, sản thuộc phạm chú là bình đẳng với mọi chúng sinh, sản thuộc giác chi là sản liên hệ đến từ bỏ, sản tinh tấn là không quá tinh tấn và không quá lười biếng, sản hành uẩn là thản nhiên với các triển cái. Có cái xả thuộc thọ uẩn là không khổ không đạt, xả thuộc tuệ uẩn là tập trung với suy tư với cái hiện hữu, xả trung lập là đặc biệt 140 pháp bất định dục quyết định tinh tấn là xả, xả thuộc về thiền là thản nhiên với đối tượng của thiền. Thì cái người đạt đến tam thiền thì cái tâm nó xả,
nó cái tâm xả bắt đầu nó cũng mạnh dần lên, xả niệm nạp chú nó thản nhiên một chút. Ở sơ thiền thì nó còn thích thú, nên nhị thiền thì nó vẫn còn cái thích thú đấy, nhưng nên tam thiền thì nó dừng dưng. Như vậy bây giờ mấy cái người mà người ta làm cán bộ nhỏ nhỏ thì người ta rất là kiêu, mà đến mấy cái ông cán bộ lớn thì ông lại rất là trầm, rất là bình thường, phải không? Người ta đạt được cái thấp người ta rất là thích thú, người ta rất là hoan hỉ, người ta rất là giống như là coi cái mình đạt được như là một cái gì đó cao quý lắm. Nhưng mà khi mà đạt đến cái mức cao rồi thì nó làm sao? Nó bão hòa, lại thấy nó bình thường đạt. Đúng vậy, cái người mà mới đạt được sơ thiền người ta thích, người ta hay khoe khoang, người ta cảm thấy hãnh diện, người ta cảm thấy tự hào, thấy là mình có cái gì đó nó cao quý. Đạt đến nhị thiền nó vẫn còn, nó cũng còn nhìn, nhưng mà nên đến tam thiền nó lại thấy bình thường, nó lại bình thường thôi. Cái ông bà mới làm mà cán bộ xã nè, thích lắm, đi đâu cũng phải bệ bệ ra hoa. Và đầu làm đến chủ tịch huyện thì nó vẫn còn bệ bệ ra ngoài, luôn đi đâu cũng phải muốn mọi người giới thiệu tôi là chủ tịch nhé, tôi là chủ tịch nhé. Còn nên đến tỉnh rồi là thấy bình thường, nên đến trung ương lại còn bình thường hơn. Cái nó xả nó vậy đấy, làm to nó mới xả, làm bé nó không xả. Vậy bây giờ mình có 100 triệu thì thích lắm, 200 triệu thích, mà mình có đến 300 triệu thôi, bình thường. Cho nên là mình có cái gì mình phải có được đến một cái mức cao thì nó mới xả được. Nhưng có một cái mức thấp nó hay bị dính mắc. Ở tam thiền thì xả thuộc về thiền, đặc tính của nó là trung tính, nhiệm vụ của nó là không can dự, biểu hiện của nó là vô dục, nhân gần của nó là từ bỏ hỷ, nó không hoan hỷ với đối tượng nữa. Chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm là có đặc tính nhớ lại, nhiệm vụ của nó là không quên, biểu hiện của nó là giữ gìn. Tỉnh giác có đặc tính là không rối loạn, nhiệm vụ của nó là thẩm tra phán xét, và biểu hiện của nó là thăm dò. Vị ấy thân cảm sự lạc thọ, thân được ảnh hưởng bởi lạc, là sắc rồi tâm thiền sinh. Thiền này được các bậc thánh tuyên bố, người nào có xả và chánh niệm, người ấy lạc chú. Ý nói các bậc thánh giác ngộ ca ngợi người nào đắc thiền. Các bậc thánh rất là ca ngợi đến những cái người mà chứng được đến tam thiền. Tại sao các bậc thánh không ca ngợi người chứng sơ thiền? Các bậc thánh không ca ngợi người chứng nhị thiền, mà các bậc thánh lại ca ngợi người chứng đến tam thiền. Sơ thiền nó vẫn còn thô thiển, nhị thiền nó còn thô thiển, nên đến tam thiền nó mới an tịnh. Nó an tịnh rồi thì các bậc thánh ca ngợi hơn. Nhưng bây giờ ở trong lịch sử có ghi lại đến cái ông quan nào mà làm quan ở chức huyện, chức xã. Thì ghi lại những cái ông nào mà phải làm thần lớn nhất. Thì như vậy khi mà mình đạt đến một cái rất là cao rồi thì mới được tán thán, mới được ca ngợi. Bây giờ mình học xong lớp 1 mình đi khoe khoang, có ai khen không? Học xong cấp 1 mình đi khoe, chưa ai khen nữa. Học xong cấp 2 mà đi khoe, đeo cái bằng cấp 2 thì khoe có ai khen đâu, người ta còn chửi nhau không? Học xong cấp 3 rồi thì làm sao? Đi khen thì người ta cũng tạm gật đầu được. Thế cái người mà đắc sơ thiền mà đi khoe thì có ai khen không? Đắc nhị thiền đi khoe chưa ai khen. Đến đắc đến tam thiền rồi thì Đức Phật mới khen, các bậc thánh mới ca ngợi. Đấy là cái người nào? Đấy là cái người an trú. Các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, những người đó thực sự là an trú trong cái sự hỷ lạc, tức là đến cái mức thiền này nó mới, cái lạc nó mới thật là vững vàng, nó thật là mạnh mẽ. Người đã đến tam thiền rồi thì nó rất là an tịnh. Nhập thiền thì chỉ có chú ở trong một cái trạng thái an lạc, mà cái trạng thái lạc này, và sau này người ta phát triển thành một cái bộ kinh gọi là kinh cầu sinh về thế giới cực lạc. Ở trên đời người ta bao giờ người ta cũng cứ cầu mong mình có một cái cuộc sống an lạc, cái cuộc sống sung sướng gọi là lạc. Lạc thì nó đối lập với khổ, vì khi mà đạt đến một cái thuần lạc rồi thì nó còn khổ lắm, nó hết khổ. Thế cái người mà chú ở trong tam thiền này không còn thấy khổ là gì nữa, không còn cảm nhận thấy cái nỗi khổ gì ở thân tâm, khổ nó không sinh lên nữa.
Cho nên là lúc đấy nó mới gọi là thuần đạt. Và ai thì cũng ở trên đời cũng muốn là mình làm sao phải có một cái cuộc sống hết khổ đau, chỉ toàn là sung sướng thôi. Thế nên bây giờ mình đi tìm cái sung sướng ở đâu, tìm cái an lạc, cái hạnh phúc ở đâu? Ở đâu? Ở thế giới cực lạc. Đi tìm ở cái cõi đời này không thấy, nên người ta bảo vậy thôi, thôi đời sau đi về Tây Phương là sẽ có. Đấy, cái gì cũng có, muốn gì là có cái đấy. Nhưng mà cái đấy thật sự nó ở đâu? Nó ở tam thiền. Nó ở tam thiền. Những cái người nào mà muốn đi muốn sinh về cực lạc ấy, khỏi phải đi đâu ấy, cứ về chùa chỉ có ngồi thiền, đạt đến tam thiền thì sẽ biết thế nào là cực lạc. Thì đây là cực lạc này, vì ấy đến tam thiền. Thế ngày xưa có một cái bị hỏi Đức Phật rằng là: bạch Đức Thế Tôn, có một cái thế giới nào chỉ có lạc mà không có khổ không? Có cái cõi nào mà chỉ có khổ mà không có lạc không? Mà có cái cõi nào chỉ có lạc mà không có khổ? Thì Đức Phật bảo: có cái cõi địa ngục thì nó chỉ có khổ mà nó không có lạc. Còn một cái cõi tam thiền thì nó chỉ có lạc mà nó không có khổ. Thế bây giờ muốn về cái cõi khổ thì không ai muốn nữa. Nhưng bây giờ muốn về cái cõi mà thuần nhất hướng lạc đấy thì phải làm sao? Thì vị đó chỉ có cố gắng làm sao mà hành thiền cho nó đắc đến tam thiền, và giữ cái tầng thiền này cho đến lúc chết. Có nghĩa là cái người nào mà đắc đến cái tầng thiền này, mà giữ cái tầng thiền này cho đến lúc chết, và đến lúc mình chết, mình chết trong cái tâm thiền này, thì mình sẽ sinh về cái thế giới, sinh về cái cõi phạm thiên tam thiền, mà ở cái cõi tam thiền đấy nó thuần nhất hướng này. Suốt một cái cõi sống ở đấy mình chỉ có lạc, không có khổ, không biết khổ là gì cả. Cho nên là cái cõi về sau là người ta cầu sinh về cái cõi cực lạc, chính là cái cõi đấy, cái cõi phạm thiên. Nó chỉ có mỗi một cái cảm thọ lạc thọ. Suốt cái cõi sống mà cái tuổi thọ người ta sống bằng hàng trăm đại kiếp trái đất, người ta chỉ có mỗi một cái thọ nạc, không có thọ khổ, không biết gì đến khổ. Khi đạt đến tam thiền rồi, cái vị đó mà muốn đạt đến tứ thiền thì vị đó lại phải chán, thì lại phải tìm ra cái khuyết điểm của tam thiền. Thì cái khuyết điểm của tam thiền đó là nạc. Nạc này vẫn làm cho tâm bị dao động, tâm vẫn còn dao động vì nạc. Nó ở tam thiền này thì gần với nhị thiền, và cái bản thân của nó có cái thiền chi nạc. Và bây giờ mình lúc trước thì mình thích nạc, nhưng bây giờ mình phải chán cái nạc này, và mình ước muốn đạt đến một cái trạng thái an tịnh hơn, một cái gì đó an tịnh hơn nạc, thì đó là cái trạng thái xả. Xả nó sẽ an tịnh hơn nạc. Thì cái vị đó ước muốn đạt đến tứ thiền chỉ có xả với nhân tâm, thì vị đó phải nhàm chán cái nạc kia đi. Thì vị đó sẽ đạt được. Vị đó nhàm chán rồi, sau đó vị đó tác ý như vậy rồi, thì vị đó sẽ loại bỏ cái thiền chi đạt. Cái là vị có nên được tứ thiền không? Xả nạc, xả khổ, diệt thì yêu đã làm thọ trước, chứng và an trú tứ thiền, không khổ không nạc, xả niệm thanh tịnh. Thế thì cái gì nó cũng sẽ cái vui mà vui nhiều quá nó cũng sẽ chán, nó cũng mệt. Mà cái gì mà nó an lạc nhiều quá mình cũng cảm thấy mệt, cảm thấy nó chán. Bây giờ cái gì nó cũng có lúc không có lúc mình cũng không thể nắm giữ mãi được một cái sự hỉ lạc. Ví dụ bây giờ mình đang mệt mỏi, bảo là thôi cho nghỉ nhá, không phải làm nữa, thì thích không? Giờ mình đang làm ở ngoài trời nắng gắt thế này, mệt mỏi mồ hôi tầm tã, mà có cái người bảo là thôi hôm nay cho nghỉ nhá, thì thích phải không? Và lúc ấy mình nghĩ là hôm nay nghỉ ta phải nghỉ ngơi cho nó thoải mái, thì cái lúc mình được nghỉ là mình thích, đấy là hỉ. Còn lúc mình được nghỉ ngơi thoải mái thì đấy là nạc. Nhưng bắt đầu cho mình nghỉ một ngày một đêm thì được, cho nghỉ thêm ngày nữa nhá, hai ngày hai đêm, cho nghỉ ba ngày ba đêm, mình có chịu được không? Đấy, cái gì mà nó thoải mái quá rồi mà lại cũng không chịu được, mà thôi cho tôi đi làm thôi, tôi nghỉ vậy là tôi đủ chết rồi, không thể chịu được nữa. Cũng vậy, bây giờ bảo là cho mình thích hỉ, cho vào sơ thiền là có hỉ rồi, nhưng mà bây giờ chán hỉ rồi nên tam thiền thì có nạc rồi, mà chú ở nạc một ngày hai ngày bắt đầu nó chán.
nó chán là thôi, bây giờ cho tôi một cái trạng thái gì đó mà không khỉ, không nạc đi, không vui, không buồn, không yêu, không ghét đi. Thì lúc đấy sẽ có một cái trạng thái tâm, đó là trạng thái xả, tứ thiền, không khổ, không nạc, không hỉ, không yêu gì hết. Thì cái trạng thái đó là cái trạng thái của tứ thiền. Nó chỉ có trạng thái xả với nhất tâm. Xả có nghĩa là nó không có vui, không có buồn, không có yêu, không có ghét, không có khổ, không có nạc gì hết, không có cái gì cả. Bây giờ cho mình một cái trạng thái mà rỗng không như vậy, mình có thích không? Thì nó là một cái trạng thái mà không có gì hết. Thì đấy, ở cái trạng thái của tứ thiền là vậy, không có một cái cảm giác gì cả, không có vui, không có buồn, yêu, không ghét. Thì cái trạng thái đó nó chỉ có là xả, nó chỉ có một cái sự thản nhiên thôi, một cái sự thản nhiên vô sự như vậy. Thì đấy, thì cái trạng thái đấy lại là một cái trạng thái cao thượng nhất, trạng thái cao cấp nhất. Thì cái tâm thiền nó vậy, nó đạt đến cái tự mà nó thản nhiên như vậy, là nó đạt đến cái tâm cao thượng nhất, đó là cái trạng thái của tứ thiền. Thì đạt đến cái mức này là cao cao tột cùng, không còn cái hơn được nữa. Cái người nào thực hành đến thiền hơi thở thì sẽ đạt được đến cái mức là sản với nhất tâm, đó là không vui, không buồn, không khổ, không nạn. Nó chỉ có một cái sự an yên tự tại vậy thôi, một cái sự như bất động vậy thôi. Thì đấy là sản với nhất tâm. Ở tầng thiền này, bốn loại cảm thọ được cảm nhận trước, được diệt trừ, đó là nạn, không có khổ, không có hỉ, không có yêu, không có, chỉ còn lại một loại cảm thọ là sản. Tâm được thanh tịnh nhờ xả, nhờ cái tâm xả đi. Mặc dù ở những tầng thiền trước cũng có xả, nhưng ở tứ thiền thì xả đó mới thực sự viên mãn, từ bỏ một pháp nạn và có được hai pháp là xả và nhất tâm. Còn có cái trong sách khác thì nói là có ngũ thiền. Để phân chia theo ngũ thiền thì chỉ chia trẻ các thiền chi, nó là sơ thiền có 5 thiền chi, tầm tứ thiền là nhất tâm, nhị thiền có 4 thiền chi, tam thiền thì có 3 thiền chi, tứ thiền có 2 thiền chi, nạc và nhất tâm, và ngũ thiền có 2 thiền chi, xả và nhất tâm. Thì cái người hành thiền mình có thể chia thành thành tứ thiền được, mà mình muốn thành ngũ thiền cũng được. Ngũ thiền với lại tứ thiền nó cũng tương tự như nhau. Một cái là mình loại bỏ một lúc 2 chi thiền, hay là mình loại bỏ từng chi thiền một thì khác nhau mỗi vậy. Nên tứ thiền và nên ngũ thiền của cái pháp thiền niệm hơi thở. Tu tập đến đây, thiền sinh đã thực hành xong pháp thiền niệm hơi thở. Nếu duy trì một pháp thiền này thì sẽ tạo được thiện nghiệp sắc giới và sau này sẽ sinh về cái cõi phạm thiên. Nếu mà mình chỉ duy trì mỗi pháp thiền thì khi mình đắc thiền rồi mình cứ duy trì cái pháp thiền đấy thì sau này sinh về phạm thiên giới. Còn nếu mà dùng cái thiền hơi thở làm nền tảng để thực hành thiền tuệ thì dần dần sẽ đắc được các đạo quả, chứng đắc được đến niết bàn và giải thoát sinh tử. Thì cái mục đích là hành thiền là để mình dùng cái định đấy mà mình phát triển trí tuệ, nhân giới sinh định, nhị định sinh tuệ. Người giữ giới là để lấy cái giới làm nền tảng để thực hành thiền định, cho nó đắc thiền định. Khi đắc thiền định rồi, mình lấy cái thiền định đấy làm cái nền tảng để phát triển trí tuệ, cho nó đắc về trí tuệ. Niệm hơi thở vào hơi thở ra được tu tập làm cho sung mãn thì tứ niệm xứ cũng được sung mãn. Khi mà cái thiền niệm hơi thở mà tu tập sung mãn thì mình sẽ tu tập được các cái pháp môn về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Khi mình đang thiền hơi thở rồi, mình sẽ chuyển sang các cái pháp thiền quán để giác ngộ ra chân lý, giác ngộ ra sự thật và đoạn trừ những cái mê lầm và chứng ngộ niết bàn. Niệm thân là ở trong cái bài kinh hơi thở Đức Phật dạy là hơi thở vào dài bị ấy biết, hơi thở ra dài bị ấy biết. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào bị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, an tịnh thân này tôi sẽ thở vào, an tịnh thân này tôi sẽ thở ra. Nhờ thực hành tuần tự như vậy, thiền sinh đạt đến chứng đắc sơ thiền và tứ thiền. Thì trong cái bài kinh niệm hơi thở ấy, thì nó có bốn cái khúc này, là dành cho thiền định. Nhờ thực hành bốn cái cách này, khi mình thở vào mình phải biết là tôi đang thở vào, khi thở ra mình phải biết mình đang thở ra. Có những lúc hơi thở nó vào nhanh ra nhanh thì đấy là hơi thở vào ngắn ra ngắn,
Có lúc hơi thở nó vào chậm ra chậm thì đấy nó được gọi là hơi thở vào dài ra dài. Có những lúc mình cảm thấy hơi thở một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối, biết rõ ba thời điểm. Thời điểm đầu nó đi vào, nó có ba thời điểm, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Khi nó đi ra nó có ba thời điểm đầu, giữa, cuối, mình biết rõ ràng thì đấy là biết rõ toàn thân hơi thở. Khi mình cảm giác về hơi thở như vậy, hơi thở nó sẽ trở nên dần dần nó trở nên nhẹ nhàng, thì cái đấy là nó an tịnh, bắt đầu nó có định. Khi mà mình có phát triển được định rồi, hơi thở nó trở nên yếu dần đi, nó yếu dần. Hơi thở càng yếu thì định càng sâu, hoặc là cái định càng sâu hơi thở nó càng yếu dần đi. À, khi mà hơi thở nó trở nên vi tế, nó sẽ xuất hiện cái ánh sáng nimitta. Hay là khi nào xuất hiện cái ánh sáng thì hơi thở nó sẽ rất là yếu, rất là nhẹ nhàng. À, khi mà vào đến sơ thiền rồi thì hơi thở nó lại yếu đi một mức nữa. Nên đến nhị thiền thì hơi thở nó lại yếu hơn nữa. Nên đến tam thiền hơi thở nó chỉ còn một chút xíu, rất mong manh. Khi mà vào đến tứ thiền thì hơi thở nó dừng lại hoàn toàn. Nên đến tứ thiền nó không còn hơi thở nữa, không còn hơi thở vào và không còn hơi thở ra. Đấy là được gọi là cái trạng thái an tịnh của hơi thở. An tịnh hơi thở vào, thân hành tôi sẽ thở vào vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập. À, thì thiền niệm hơi thở nó thuộc về niệm thân, thân quán niệm xứ. À, khi mình đắc thiền hơi thở rồi, mình nhập vào sơ thiền hoặc tứ thiền ấy, khi mình mới xuất ra khỏi thiền, mình sẽ phân biệt tứ đại ở thiền thân. Nhờ sự hỗ trợ của thiền hơi thở, mình thấy được tứ đại một cách dễ dàng. Thấy thân mình biến thành khối trắng, nhìn xuyên vào khối trắng đó thì nó tan thành các hạt nhỏ li ti. À, khi mà mình nhờ cái ánh sáng của thiền định nhìn vào trong thân này, thì mình sẽ thấy được cái thân này nó có những cái đặc tính của đất, nước, lửa, gió. Đất nó ví dụ như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy thận này. Nhưng nó có cái tính cứng, tính mềm, tính nặng, tính nhẹ, tính thô, tính mịn đấy. Thì đó là đất. Rồi là mật đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu. Nó có cái tính chất là tan chảy với kết dính mà. Những cái đấy nó thuộc về nước. Nóng là cái hơi nóng và hơi lạnh, nên nó thuộc về lửa. Còn gió ở trong bụng, gió trong ruột, rồi là gió ở tứ chi, ở chân tay. Gió nó đi lên, gió nó đi xuống. Gió nó lúc thì nó ợ lên trên, lúc thì nó ợ xuống dưới. Thì đấy nó gọi là gió đi lên, gió đi xuống. Gió trong ruột trong bụng mình nó cứ thổi, nó cứ sôi vụt vào áo ấy. Thì mình thấy được bốn cái đặc tính, nên là mình thấy được tứ đại. Thấy thân tứ đại mà thuần thục rồi thì mình sẽ thấy được các cái hạt nguyên tử. Cái thân này nó là những cái hạt niti, nó gọi là hạt sắc kanaba, hạt sắc chân đế. Thì ở trên mắt mình nó cũng có những cái hạt sắc đấy, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó có cái hạt sắc ấy, mình phân tích nó những cái hạt sắc đấy ra. Thì lúc đấy mình sẽ thấy được thân của mình được gọi là sắc uẩn. À, những cái hạt sắc đấy nó như là những cái hạt xương mờ mờ nó bay bay, nó cứ sinh diệt liên tục như vậy. À, thì lúc đấy mình mới thấy được cái thân này nó vô thường. À, nó mình cứ tưởng rằng cái thân này là nó còn sống, hay là nó là của mình, rồi mình sinh ra cái tâm gọi là yêu và ghét. Mình thấy cái thân đẹp thì mình thích, mình thấy cái thân nó xấu thì mình không thích. À, nhưng mà khi mà mình nhờ có trí tuệ rồi, mình sẽ thấy rằng là nó không có đẹp với xấu như là cái con mắt mình. Bằng cái trí tuệ mình sẽ thấy nó, các cái hạt sắc nó luôn sinh lên một cái rồi nó già, rồi nó chết ngay lập tức. Rồi nó lại sinh lên một cái nó già, nó lại chết ngay lập tức. Thì lúc đấy mình mới thấy là thật sự là cái sự tồn tại này mà nó không phải là tồn tại. À, không có cái gì nó tồn tại hết. Tất cả mọi thứ nó đang luôn luôn sinh diệt. Tôi như bây giờ mình nhìn vào cái bông hoa vừa nãy mình trưng thì nó còn tươi như thế, bây giờ nó héo rũ như thế này, làm sao mà nó nhanh như thế. Thì cái thân con người mình nó cũng vậy, có lúc này nó tươi, lúc nó héo, lúc này nó sinh lên và nó tàn rất là nhanh, nó tàn hoại rất là nhanh. Thì cứ trong cái thân thể nó vậy, khi mà mình ăn vào cái thức ăn và nó vào người, nó đi, nó nuôi dưỡng ở các cái sắc thân này. Đấy, nhưng mà ngay lập tức lúc đấy nó cũng hoại diệt ngay lập tức, nó tan hoại ngay lập tức. Cho nên mình ăn vào một lúc sau mình đã thấy đói rồi. Đói cái nó mệt mỏi, nó quải hết rồi, quải hoài hết ra rồi. Khi có trí tuệ mình mới thấy được cái điều đó, được cái sự giả dạng của cái sắc thân này như vậy. Là khi mình đắc thiền rồi mình mới phát triển được trí tuệ, là mình mới thấy được cái sự thật của cái sắc thân này. Nó là những cái hạt sắc, nó luôn luôn sinh diệt, nó không có lúc nào nó ngừng nghỉ hết, lúc nào nó cũng sinh lên và diệt đi. Cho nên là không có cái gì nó tồn tại mãi.
cho nên mới gọi là vô thường. Là nó không có thường hằng, cái thân này nó không thường hằng mà nó luôn luôn biến dị, luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến diệt. Và tất cả vạn vật bên ngoài nó cũng không có cái gì nó thường hằng hết, cái gì nó cũng đang ở trong một cái trạng thái đó là biến dị tan hoại, biến dị tan hoại. Cho nên là hôm trước mình vừa mới xây cái nhà trông nó mới đẹp ấy, thế mà một thời gian sau nó đã mục nát, nó cũ kỹ, nó sụp đổ đến nơi này. Đó, cái thân em vậy, vừa hôm trước nó còn trẻ, nó đẹp thế mà hôm nay nó đã trở thành ông già bà già hết này, nó gầy còm mà kiểu là sắp chết đến nơi này. Nên thì cái nó luôn luôn trong cái trạng thái như vậy, tất cả mọi thứ nó đều luôn luôn trong cái trạng thái như vậy, thì cái lúc đấy mình mới thấy là mọi thứ là vô thường. Khi mà thấy được cái mọi thứ là vô thường, mình mới thấy cuộc đời là biệt khổ. Khi thấy cuộc đời là vô thường, là khổ rồi, mình mới thấy thật sự nó không có cái ta. Cái ta chỉ là một cái ảo tưởng thôi, nó không hề có một cái ta nào hết. Bây giờ ta nó ở cái gì? Tôi có cái mái tóc đẹp, bây giờ cạo phăng mái tóc đây rồi thì mình lấy cái gì khoe nữa? Không còn nữa. Tôi có móng răng da thịt gân, thế mai nó rụng hết răng đây rồi còn gì đẹp nữa? Thế thì dần dần cũng vậy, không có cái gì là ta hết. Thế mình nhận nhầm này, tóc này mình nhận là ta này, răng này mình nhận là ta này, da thịt gân xương tủy thận tim gan lá lách phổi ruột màng, những cái đấy mình nhận nó là ta. Mai mốt thì mấy cái đấy nó chết thối đi rồi còn thì ta ở đâu? Thế nó không có cái gì là ta, thật sự là không có cái gì là ta nữa. Thì đấy là nhờ có cái định mà mình phát triển được cái trí tuệ, mình quán chiếu sự thật như vậy. Thế là thân quán niệm xứ, sự thật về cái thân này là rỗng không, là giả tạm, là vô thường. Chỉ có khi nào mình đắc được định, mình mới giác ngộ được cái điều đó, mình mới thức tỉnh được cái điều đó, thì lúc đấy mình mới hết được cái tham ái đối với cái sắc thân này. Không tham ái với sắc thân thì hết chấp thủ, không còn chấp đây là tôi, đây là của tôi nữa. Thì lúc đấy mình mới giải thoát khỏi cái chấp thủ đấy. Đấy gọi là thân quán niệm xứ và thọ quán niệm xứ. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra, tôi sẽ thở ra. Niệm thọ ở đây là những cái cảm thọ. Ví dụ như là mình vui, đấy là một cái loại thọ hỷ. Khi mà mình thoải mái dễ chịu, đấy là thọ lạc. Khi mình buồn, đấy là thọ yêu. Khi mình đau đớn thì đấy là thọ khổ. Còn khi mình dừng dưng thì đấy là thọ xả. Thế thì mình hay chấp vào các cái cảm thọ ấy, mình đây là thọ, này là tôi, là của tôi. Tôi đang vui, tôi đang buồn, tôi đang khổ, tôi đang nạt. Thì đấy là các cái cảm thọ. Thì bây giờ một cái người mà có định rồi thì mình sẽ phát triển ra, mình quán các cái cảm thọ đấy. Các cái cảm thọ này khi mình xuất ra thiền, mình thấy các cái cảm thọ này nó đi kèm với các cái tâm. Ví dụ ở sơ thiền nó có thọ hỷ. Cái lúc mình chưa có trí tuệ, mình bảo là tôi nhập vào sơ thiền tôi thấy nó hoan hỷ lắm. Nhưng mà khi mà mình xuất ra khỏi sơ thiền, mình quán cái hỷ đấy nó đi kèm với 34 tâm khác, thì cái thọ đấy nó sinh lên một cái nó diệt đi, nó sinh lên một cái nó diệt đi. Tất cả các cái tâm, cái niềm vui nào vậy, bây giờ mình cứ nhớ lại bất cứ một cái niềm vui nào trong quá khứ, mình sẽ thấy cái tâm nó vui đấy, nhưng nó không vui mãi được, nó chỉ vui lên nhoáng cái nó lại diệt đi, cái vui nó sinh lên nó diệt đi. Thì cái vui đấy nó cũng không có tồn tại mãi, nó cũng là vô thường, nó không có thường hằng, không có cái niềm vui nào nó thường hằng, không có cái sự an lạc nào nó thường hằng, không có cái nỗi khổ nào nó thường hằng, không có một cái nỗi buồn nào nó thường hằng. Cái gì nó cũng chỉ là, nó cũng có cái trạng thái sinh diệt. Thì cái lúc đấy mình sẽ giác ngộ ra một cái điều là mình không phải là thọ, thọ không phải là mình, vui không phải là ta, ta không phải là vui, an lạc không phải là ta, ta không phải là an lạc, khổ không phải là ta, ta không phải là khổ. Đấy, thì nó sẽ giác ngộ ra một cái, nó diệt trừ được cái tham ái đối với lại những cái niềm vui. Mình không còn tham ái, không còn đi tìm cầu cái niềm vui, cái vui nó chẳng phải của mình. Cái sự lạc, cái sự khổ hay là cái yêu nó cũng thế, mình không còn tham ái với các cảm thọ nữa. Đấy, mình thấy là cảm thọ không phải là ta, của ta nữa, thì đấy là quán thọ. Đấy, mình đắc thiền mình sẽ quán được cái thọ nó rất là dễ dàng, cảm giác lạc thọ. Đấy, thiền sinh
vào đến tam thiền có cảm giác là thọ mình thấy nó vô thường khổ vô ngã. Đấy là các cái quán thọ. Bắt đầu đến quán tâm. Ở trong cái quán tâm là cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vào, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra, với tâm hân hoan tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vào, với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra, với tâm giải thoát tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Thì khi mà mình có định rồi mình sẽ phân biệt được cái tâm. Cái tâm ấy, cái tâm mà có người thì người ta không có trí tuệ thì người ta nhận rằng đây là tâm của, người ta hay nhận cái tâm của tôi ấy. Tôi có cái tánh này, tôi có cái tánh kia. Cái tánh của tôi á, là tôi tham lắm đấy. Tôi có một thì tôi lại muốn có hai. Có người thì nói là tôi có cái tánh là tôi nóng tính lắm đấy. Cần tôi mà lúc nào mà tôi nóng lên tôi đánh cho thì phải chịu nhé. Có người thì nói là tôi có cái tánh là tôi có cái tánh thương người lắm đấy. Ai gần tôi là tôi sẽ thương lắm. Thì có mỗi người thì lại cứ chấp vào một cái tính cách và mình chấp là đấy là tôi. Tức là mình chấp là mình có cái tâm đấy và cái tâm đấy là mình. Và mỗi người cứ chấp vào một cái tâm tính là tôi là người như thế này, tôi là người như thế kia. Tôi là người vui tính lắm, tôi là cái người khó tính lắm, tôi là người dễ tính lắm. Thì tất cả những cái nhận đấy đều là sai lầm tưởng hết. Không có cái tâm nào là mình, không có mình nằm trong cái tâm nào hết. Thì khi mà mình quán được cái tâm rồi, mình sẽ thấy tất cả các cái tâm đấy nó sinh lên và nó cũng sẽ diệt đi. Tất cả các cái tâm đấy, tâm tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Các cái tâm thiền nó cũng vậy, nó có cái trạng thái là không có cái tâm nào nó thường hằng hết. Nó cứ có cái trạng thái là sinh diệt, nên nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Thì lúc đấy mình sẽ không có tham ái dính mắc với bất cứ một cái tâm gì hết, dù là tâm tham hay tâm sân hay tâm si hay là cái tâm thiện ở dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, cả các cái tâm thiền này mình cũng không tham ái dính mắc. Cả ngay cả một cái người đắc thiền cũng không có cái tham ái là tôi đắc thiền hay là tôi ăn chú trong thiền, cảm thấy cái gì nó cũng là rỗng không, là giản tạm, là vô ngã hết. Thì hết được tham ái chấp thủ với các cái loại tâm tính đấy, thì đấy được gọi là quán tâm. Còn với một cái nữa nó gọi là quán pháp, niệm pháp. Niệm pháp là quán vô thường, tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Nên là bốn cái pháp này nó thuộc về niệm pháp. Quán vô thường, thiền niệm hơi thở được tu tập, rồi thiền sinh có thể tuệ chi được sự thật của các pháp hữu vi luôn sinh diệt không ngừng nghỉ, nên gọi nó là vô thường. Tất cả mọi thứ, cái gì nó cũng vô thường hết. Mình hành thiền hơi thở xong rồi mình quay ra, mình thấy cái hơi thở vào ra nó cũng là một cái nhóm sắc pháp, nó cũng có đất nước người gió màu người vị tướng chất và âm thanh của hơi thở sinh diệt liên tục, nên nó là vô thường. Cái tâm nhận biết hơi thở ấy, nó cũng vô thường. Và cái nơi mà cái tâm nó nương vào là cái sắc trái tim. Cái tâm mà nó, cái tâm thiền ấy, nó nương vào sắc trái tim, thì cái sắc ấy nó cũng là vô thường. Tất cả mọi thứ nó đều là vô thường hết. Mình quán được vô thường trên tất cả mọi thứ. Ví dụ như là mình có thể mình thấy bất cứ một cái cảnh gì, một cái cảnh sắc, mình thấy mình cũng quán được nó, mình thấy được nó là vô thường. Một cái tâm mà nó nhận biết cái sắc đấy nó cũng vô thường. Và cái tâm đấy nó an trú ở đâu? Ví dụ cái mắt thì cái nhãn thức nó an trú trên con mắt, mình sẽ thấy được cái vô thường ở trên con mắt. Cho nên là mình có thể phá vỡ được tất cả những cái gì mà trước đây mình lầm tưởng. Trước đây mình lầm tưởng, mình sai lầm, mình cứ tưởng nó có cái gì đó nó thường hằng. Thì bây giờ mình sẽ thấy không có cái gì thường hằng, diệt trừ được cái thường tưởng, không có cái gì thường hằng. Ví dụ có những cái người, người ta nói là có những cái cõi thiên đàng vĩnh hằng, vĩnh cửu. Thì bây giờ mình muốn biết là nó có vĩnh cửu thật hay không. Thì mình có thể hướng tâm lên cái cõi đó, mình quán, mình thấy cái tính chất sinh diệt của nó. Mình thấy ở trên đấy nó có các cái pháp, có sắc thì sắc nó sinh diệt liên tục nên nó là vô thường. Ở trên đấy mà có các cái tâm của các vị chư thiên, người ta sống ở trên đấy, thì các cái tâm của các vị chư thiên họ cũng vô thường, thọ tưởng hành thức của họ cũng sinh lên và diệt đi liên tục. Thì cái người mình có thể quán được
ở bên trong mình, có thể quán được người ở bên ngoài, có thể quán được các cái, tất cả những cái chúng sinh ở các cái cõi khác. Thì ở đâu nó cũng là vô thường hết, thì lúc đấy nó gọi là quán vô thường. Tất cái gì cũng vậy, cái gì cũng vô thường. Bây giờ mình thấy là đất trời sông núi này nó tồn tại hàng triệu năm, nhưng mà mình có cái trí tuệ mình vẫn quán được nó, là nó không có một cái gì nó đang đứng yên hết, cái gì nó cũng chuyển động hết, cái gì nó cũng đang biến dị, đang tan hoại hết. Rắn như kim cương hay là như vàng bạc hay là như đất đá, nó cũng đang biến hoại chuyển động, đấy là cái tính vô thường của nó. Thế mình mới thấy vạn pháp vô thường, không có cái chỗ nào đáng để cho mình nương tựa hết. Bây giờ mình nương tựa vào đâu? Bây giờ mình làm một cái nhà cho nó chắc chắn để ở, nhưng mà nó luôn luôn vô thường, nó không tồn tại mãi. Cái gì là cái mình có thể nương tựa được ở trên đời này? Bây giờ có nhiều tiền thì mình sẽ nương tựa được, mà thật ra tiền nó chỉ là giấy thôi, nó không nương tựa được. Mai mốt thì mình có nhiều tiền, mình để vào trong nhà mình ủ, mình cất đi 5 năm, 10 năm sau mình bỏ ra nó mục hết rồi, nó mối, nó mọt hết, mình xem không có cái gì nó tồn tại mãi được hết. Nên là ở trên đời mình biết, lúc đấy mình thấy thật sự trên đời không có cái gì để nương tựa cả, không có gì nương tựa, chỉ có cái sự giác ngộ, hiểu ra sự thật để mà giải thoát thôi. Thế nó quán vô thường trên mọi thứ, quán ni tham, quán chiếu các pháp là vô thường, khổ, vô ngã nên nhàm chán với danh sắc. Quán ni tham, tôi sẽ thử vào, tôi sẽ thử ra. Khi mình thấy được mọi thứ là vô thường rồi thì mình không còn tham ái với nó nữa, nhàm chán hết. Thế mình thường thường bây giờ mình tham với cái gì? Mình tham với cái thân ngũ uẩn này thì mình thấy thân ngũ uẩn này là vô thường. Mình tham ái với những cái vật chất bên ngoài, mình thấy nó là vô thường, mình sẽ nhàm chán. Mình thấy tất cả mọi thứ là vô thường, mình nhàm chán tất cả mọi thứ. Đấy là cái đấy là gọi là quán ni tham, quán đoạn diệt. Đoạn diệt tôi sẽ thổi vào, tôi sẽ thổi ra. Do ni tham nên đoạn diệt được tham ái. Hết mình nhàm chán cái gì thì mình sẽ không có tham ái với nó nữa. Nhàm chán thì không còn tham ái. Thì nhờ quán cái sự vô thường như thế nó sinh ra ni tham và mình hết tham ái, diệt trừ được tham ái. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào, tôi sẽ thở ra. Bây giờ khi mà diệt hết tham ái rồi thì làm sao? Thì bỏ. Ví dụ bây giờ mình ái thì mình sẽ muốn lấy cái đấy về, phải không? Bây giờ mình yêu cái gì đó mình phải đi lấy cái đấy về bằng được. Nhưng mà bây giờ mình chán rồi thì phải bỏ đi bằng được. Bây giờ tại sao mình có cái thân người này? Tại vì mình quá yêu cái thân này. Cái đời, cái kiếp trước ấy, mình yêu cái thân người khủng khiếp lắm, nên bây giờ mình sinh ra làm người. Tại sao có người sinh ra làm người nam, có người sinh ra làm người nữ? Cái người nào mà mình tham ái với cái thân người nam thì giờ sinh ra làm người nam, tham ái với cái thân người nữ thì sinh ra làm người nữ. Còn bây giờ mình thấy người nam cũng vô thường, người nữ cũng vô thường, cái gì cũng vô thường. Thì sau này mình còn làm người nam người nữ đâu? Bây giờ mình thấy là mình chán cái người nam lắm rồi, mình làm người nam nhưng mình chán lắm rồi thì đời sau mình còn sinh ra làm người nam nữa không? Đã chán rồi thì nó không tham ái, nó không tham ái thì nó từ bỏ, thế sau này sẽ không sinh làm người nam nữa. Bây giờ mình chán cũng không muốn làm người nữ đâu, thì bắt đầu đời sau nó sinh ra nó làm cái gì? Không nam không nữ. Không nam không nữ là thành người gì? Thành cái, nếu mà mình đắc thiền mình sinh về Phạm Thiên ấy là không nam không nữ luôn. Các vị ở Phạm Thiên là không phải nam cũng không phải nữ, vị chán nam không muốn, nữ không muốn nữa. Cái người đắc thiền người ta không muốn làm người nam, không muốn làm người nữ nữa. Cho nên là sau này người ta sẽ sinh về cõi Phạm Thiên. Mà cõi Phạm Thiên đấy là không có giới tính, không có đàn ông, không có đàn bà, chỉ có một người, một hạng người, đó là Phạm Thiên thôi. Vì đó không có cái sắc giới tính. Cho nên là bây giờ một cái người mà đắc thiền ấy, một người nam đắc thiền ấy, thì người ta sẽ có cái, một người nam hay người nữ vậy, người ta đắc thiền thì người ta cũng có cái tâm trạng đấy. Người ta có cái tâm trạng, người ta cũng không còn thích người nam, không thích người nữ đâu. Và cái tâm khi mà người ta nhập vào trong thiền thì cái tâm của vị đó là tâm vị Phạm Thiên, gọi là cái tâm thiền, gọi là Phạm Chú nữa vậy. Chú ở trong cái pháp thanh tịnh của các vị Phạm Thiên. Rồi quán từ bỏ, tôi sẽ từ vào, tôi sẽ từ ra vị ấy tâm. Đoạn diệt được tham ái nên từ bỏ chấp thủ. Từ bỏ chấp thủ thì sẽ chấm dứt tái sanh. Mình đã nhàm chán rồi, hết tham ái rồi thì mình phải bỏ nó đi. Trước kia ví dụ mình thấy cái áo đẹp mình phải thích mà, mình mua về bằng được. Nhưng bây giờ mình thấy
nó chẳng mấy tí nó hay bẩn, nó hay rách, nó hay cũ kỹ rồi mình chán rồi thì bỏ nó ra, xoát ra, vứt nó đi, không còn luyến tiếc gì hết, nhàm chán thì nó từ bỏ vậy. Thì bây giờ cái người mà si mê ở thế gian ấy thì người ta thấy danh lợi sắc tài, sắc thanh hương vị xúc, những cái cảnh dục trần ấy là khả ái, là hấp dẫn, cho nên là người ta mới đi tìm kiếm, người ta suốt ngày, và người ta lấy cái đấy là mục tiêu để người ta đi chinh phục những cái danh lợi ở thế gian. Nhưng mà khi nào có trí tuệ, người ta giác ngộ ra, người ta thức tỉnh ra, người ta biết được tất cả mọi thứ là vô thường giả tạm, thì họ sẽ nhàm chán. Họ nhàm chán rồi thì họ vứt, giống như thái tử Tất Đạt Đa vứt bỏ ngôi vàng, giống như là người ta vứt bỏ đôi dép rách, đâu có cần thiết đâu, từ bỏ luôn ngai vàng. Đến nỗi mà sau này ngài cũng không cho những người thân của ngài đụng đến, giống như là người ta nhổ cái đống bọt, vứt bỏ những cái danh lợi ở đời, giống như là người xỉ mũi khạc đờm, mũi ở trong xỉ ra rồi thì không có, thì nhìn thấy nó nhàm chán, nó ớn, không có ai xỉ mũi ra rồi mà lại còn muốn lại tiếc quá, lại lấy tay quệt rồi lại đưa lên mũi, có ai làm vậy không? Không còn ai làm vậy nữa. Thì cái người mà đạt đến cái trạng thái gọi là từ bỏ rồi, người ta đã từ bỏ tất cả những cái dục lạc ở thế gian rồi, thì không bao giờ người ta còn tham đắm lại nữa, người ta nhàm chán và người ta từ bỏ tuyệt đối luôn. Nên là khi mà một người mà đạt đến sự giác ngộ rồi, mà cái người thì còn có ai mà có thể đem những cái dục lạc, cái trần gian, những cái gọi là cái chức quyền danh lợi thế gian là mua chuộc, không bao giờ mua chuộc được nữa. Đó, giống đấy là một cái sự từ bỏ, giống như người ta xỉ mũi đi rồi, xỉ mũi khạc đờm, không bao giờ còn ưa thích lại nữa. Đấy là một cái trạng thái từ bỏ, do có cái sự quán chiếu đúng, do có cái trí tuệ giác ngộ nó phát sinh. Thì cái người thực hành thiền niệm hơi thở nó vậy, nhờ năng lực của thiền niệm hơi thở mình sẽ thấy được tất cả các cái pháp, danh pháp và sắc pháp bên trong bên ngoài, quá khứ hiện tại vị lai, tô tế cao thượng hạ niệm được xa gần, nó đều vô thường khổ vô ngã như vậy. Từ đó sinh ra nhàm chán, sinh ra ni tham, sinh ra đoạn diệt, sinh ra từ bỏ và đạt được chánh trí và chứng ngộ được niết bàn. Cái người nào thực hành thiền niệm hơi thở dần dần sẽ đạt được đến một cái mức cuối cùng, đó là chứng ngộ được niết bàn. Mong cho tất cả các Phật tử tinh tấn hành thiền để chứng ngộ niết bàn ha. Hồi hướng ha. Idame punyam asavakkhadam vaham hotu. Idame punyam nibbanasa pacayo hotu mama punyam.